Cô chú bác các anh chị nghe rõ không vậy? Trên thấy im lìm quá nên trên lâu lâu trên hỏi vậy á. Thì cái vấn đề mà trên muốn chia sẻ rất là quan trọng là tại vì trên thấy cái nền giáo dục của cái chế độ này thối nát này á, nó là hủy hoại rất nhiều tương lai của những cái mầm non của đất nước. Mà nếu mà mình im lặng đó là mình đang tiếp tay cho cái chế độ này. Thì cô chú và các anh chị biết không? Khi mà ở những nước mà bên trên đang sống đó, cũng như những cái nước mà tự do dân chủ khác đó, Canada hoặc là Úc rồi đó, thì nền giáo dục của họ là miễn phí hoàn toàn. Thì khi mà một cái nền giáo dục miễn phí đó thì nhiều người sẽ có nhiều cơ hội để mà mình tìm tòi để học hỏi hơn, rồi mình giảm cái gánh nặng cho những cái người nghèo trong xã hội, rồi đỡ cho những người bố mẹ mà nhà nghèo thì phải giống như là thắt lưng buộc bụng để mà để nuôi con, một đứa con đi ăn học. Rồi giống như là khi mà có nhiều người con á, vì phải cái tiền học phí mà phải chọn một cái ngành để làm vừa lòng người cha người mẹ thôi. Tại vì nhiều khi á, vấn đề tài chánh á, là đóng tiền học phí nhiều đó, cho nên học một cái ngành nào đó rồi phải tiếc rẻ nữa. Thí dụ như nhiều nhiều em học sinh ở bên Việt Nam bây giờ đó, cho anh thấy học cái ngành sư phạm, chọn cái ngành sư phạm, ngành an ninh quân đội, nhiều khi không phải vì muốn như vậy, vì đam mê như vậy, mà tại vì những ngành ngành đó nó miễn phí, cho nên cứ chọn mà học thôi. Cho nên khi mà một cái những cái nước mà dân chủ mà văn minh bây giờ họ áp dụng á, là họ học nền giáo dục không có đóng tiền, miễn phí, để cho học sinh tự biết cái năng lực của mình đến đâu để mình chọn cái trường đó mà theo cái tài năng của mình, cái sở thích của mình muốn vô cái ngành đó, mình nhiều cơ hội để mình phát huy được những cái hay của bản cái riêng của bản thân mình, những tài năng riêng của mình. Nhưng mà đối với ở bên Việt Nam á, thì nói ra đó thì cái bọn lãnh đạo á, hoặc là những cái người dân á, mà còn mù mờ á, họ hay bênh vực cho cái chế độ này lắm. Họ thường nói á, là đất nước còn nghèo, mấy cái nước kia giàu, cho nên thì mấy không có đóng tiền học phí, còn nước này nghèo nên phải đóng tiền học phí chứ làm sao. Cô chú bác thì các anh chị có nghĩ cái điều đó là đúng không? Đối với Chen á, Chen thấy á, sai hoàn toàn á. Ở bên nền giáo dục mà ở bên Mỹ Chen đang ở đó, ở Canada cũng vậy. Các trường đại học hay gì đó, trung học, tiểu học gì á, từ tiểu học tới trung học là hoàn toàn không có đóng đồng nào. Nhưng mà khi mình lên đại học á, mình được chọn những cái trường mà mình muốn á, theo đúng cái khả năng của mình á, thì chính phủ sẽ có thể cho học sinh có thể vay từ 80 tới 100% những cái chi phí học tập với không có lãi suất gì hết. Để chi? Để tạo điều kiện cho các em đó được vô cái trường mà họ mơ ước họ muốn, rồi khi mà tốt nghiệp xong có việc làm thì có thể trả trả từ từ những cái phần mà mình đã vay mượn của từ chính phủ, mình có thể trả góp từ từ trong cái tiền lương mà mình kiếm được khi mình ra mình kiếm được việc làm đó. Rồi có những cái học bổng lớn, học bổng nhỏ. Cho nên nói chung là ở những cái nước mà dân chủ văn minh á, thì người dân họ được được tạo điều kiện tối đa để mà mình có thể đến một cái trường mà mình đúng cái khả năng của mình để mình phát huy cái đó, cái tài năng của mình. Cô chú và các anh chị biết cái nước Đức á, ngày xưa nó cũng gọi là nhiều tổn thương á, giống như là cũng đâu có khác gì Việt Nam, cũng bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh đó. Cũng có cái thời bị chia cắt ra hai miền đó. Nhưng rồi họ thống nhất, không có đổ máu. Nói chung là theo như cho anh biết, cái nước Đức cũng là một cái dân tộc bất hạnh ngày cái thời xưa, nhưng bây giờ thì họ thoát rồi. Còn nước Việt Nam thì chưa thoát. Nền giáo dục của nước Đức bây giờ á, nó miễn phí hết những cái từ các cấp, từ mẫu giáo cho đến cao học. Cho nên người dân có cơ hội đi học
mà không cần lo gì, được khuyến khích đi học. Ở Thái Lan cũng vậy. Thái Lan là một cái vùng Đông Nam Á rất là gần với Việt Nam. Việt Nam lúc nào cũng cho người ta là kém, là bất ổn này nọ, nhưng vẫn có cũng đi qua bên Thái Lan đi du học đó. Bây giờ bên Thái Lan cũng là giáo dục họ hoàn toàn miễn phí cho dân của họ đó. Ngay hồi xưa cũng vậy. Việt nền Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy. Nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, người dân miền Nam cũng cũng học hành miễn phí. Những cái bậc phổ thông không có đóng tiền gì hết trơn á. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng những cái nước đó họ giàu cho nên họ mới miễn phí trong giáo dục, còn nước Việt Nam mình nghèo. Nước Việt Nam có nghèo không? Nếu mà với nước Việt Nam nghèo thì sao các ông bà lãnh đạo đem tiền tỷ bỏ vô ngân hàng Thụy Sĩ vậy? Nghèo sao mà có tiền đem ra nước ngoài mua bất động sản, mua luôn những cái khu thương mại bên này. Sao mà nghèo được cô chú và các anh chị? Nghèo mà tại sao nhà ở như lâu đài vậy? Nghèo mà sao nhà có giống như ông Nông Đức Mạnh ở đó, ông lót vàng không à? Cái ghế ông ngồi cũng là cái ngai vàng nữa. Nước Việt Nam không có nghèo, những thằng lãnh đạo không có nghèo, chỉ có dân Việt Nam là nghèo, bởi vì bị lãnh đạo ăn hết rồi, còn đâu mà chăm lo cho dân? Ăn còn không no lấy gì mà lo học miễn phí? Chứ đừng có nói là những nước khác nó giàu cho nên nó học miễn phí, còn Việt Nam còn nghèo. Đó là cái ngụy biện của những thằng lãnh đạo hèn thôi. Đâu phải những cái nước mà tự do văn minh họ ngồi đó để họ tiền từ trên trời họ rơi xuống mà nói họ giàu. Còn nước Việt Nam nghèo là tại vì ông trời bắt chúng ta nghèo. Đa số những người dân Việt Nam là nghĩ như vậy đó. Sao mà người dân Việt Nam không có suy nghĩ là những cái tiền mà xây những cái tượng đài ngàn tỷ á, là cái tiền đó đã cứu đói đủ cho dân nghèo rồi. Những người dân nghèo đâu có đói nữa. Tiền những cái thằng mà lãnh đạo nó tham nhũng á, nó rút rỉa ngân sách của nhà nước á, là đủ cho các em nhỏ đi nhà nghèo đi học không có đóng tiền đó, đi học miễn phí luôn đó. Nhưng mà mấy ai nghĩ tới chuyện đó? Họ cứ nghĩ là nước Việt Nam mình còn nghèo, ông trời bắt mình nghèo, thôi mình ráng mình chịu. Mà trong khi đó những thằng lãnh đạo thì mỗi năm nó đem cả tỷ nó ra ngoài ngân hàng Thụy Sĩ nó bỏ vô. Nó qua bên Mỹ này nó mua nguyên một cái khu thương mại luôn. Cô chú và các anh chị có từng coi cái video của cái thằng mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục không? Thằng Ngọng đó. Nó còn tuyên bố là phải phân chia giá cả cho từng cái từng cấp bậc học nữa, giống như tiểu học là đóng học phí bao nhiêu, trung học là thu bao nhiêu, đại học là thu bao nhiêu. Ngành giáo dục của chế độ xã hội chủ nghĩa đó là một cái ngành kinh doanh kiếm tiền, chứ làm gì mà nó cho miễn phí. Cho nên điều đó làm gì mà có chuyện nó nghĩ tới mầm non của đất nước. Nó là những cái con sâu mọt để nó phá hoại đất nước và phá hoại cả cái mầm non của đất nước. Cho nên cái chế độ này là một cái chế độ tàn mạt, tàn ác. Cô chú và các anh chị không biết những cái công ty quốc doanh nó làm ăn thua lỗ mất cả ngàn tỷ. Những cái con đường mà nó, những cái thằng mà Tàu Cộng nó vô, nó làm mấy cái con đường sắt rồi đó, Bắc Nam rồi đó. Tiền đó là đổ vô cả ngàn tỷ đó, rốt cuộc nó cũng đi đâu mất hết. Cho nên dân mới khổ như vậy. Những cái ông quan á, những cái người mà vô trong kết nạp đảng xong á, vô làm quan xong có mấy năm mà tài sản á, lên cả hàng trăm hàng tỷ luôn. Những cái người trong đại biểu quốc hội đó cũng vì những cái công trình tượng đài rồi đó, đền thờ rồi, hết sức vô bổ đó đó. Những cái số tiền đó là khổng lồ đó cô chú và các anh chị biết không? Tụi nó đổ vô đó đó. Cho nên tụi nó có quan tâm gì tới cái mầm non của đất nước? Những cái số tiền đó là đã đủ cho miễn phí cho nền giáo dục của các em nhỏ rồi đó. Nhưng mà người dân mình không có nhìn ra, người dân mình cứ nghĩ các ông trời bắt mình nghèo, nước mình còn nghèo,
cho nên mình đi học phải đóng tiền, trong khi tất cả những nước khác bây giờ người ta tạo điều kiện cho con em người ta đi học mới đóng tiền, còn tiền thì những thằng lãnh đạo nó rút rỉa hết rồi, nó cho con cái dòng họ nó ăn sung sướng. Vậy cô chú và các anh chị nhìn thấy những cái thằng lãnh đạo này nó có lo gì cho dân không? Mà tại sao mình phải đi tôn sùng cho nó? Nó hại cả một cái thế hệ con em của mình á, mà mình còn đi tiếp tay cho nó, mình còn đi tôn sùng nó. Đâu phải những cái người chính phủ, những cái người lãnh đạo của những cái nước mà dân chủ tự do văn minh mà họ chăm lo cho những đứa trẻ hoặc là đi học không có đóng tiền bạc gì hết á, chi phí không có cần chi phí gì hết á. Đâu phải là mình nói những người đó là tử tế, còn những thằng này không tử tế. Cái này không có thuộc về tử tế, mà đó là một cái trách nhiệm, một cái vai trò của một người chính phủ. Họ phải làm tròn cái nhiệm vụ đó. Tại vì tiền đó, tất cả những tiền nó thu được cũng là tiền của dân làm ra. Đó là tiền tài sản chung của nước Việt Nam. Đó là tiền thuế của dân. Thì nó phải lấy cái tiền đó để nó chăm lo cho dân chứ. Chứ đâu phải mình, những người dân còng lưng đóng thế cho nó, rồi nó lấy tiền đó, nó để cho gia đình của nó, con ông cháu cha rồi của nó, dòng họ của nó ăn hưởng ngoài nước ngoài. Rồi mở miệng á, thì nó nói là nước mình còn nghèo, cho nên bắt người dân phải chịu đựng chung. Cô chú và các anh chị đâu có biết nó sướng làm sao. Con em mình đi học phải đóng từ tiền mua cái phù hiệu, phải đóng mua khăn quàng, từ cục gươm, cây viết chì, rồi tiền ăn nữa. Cô chú và các anh chị còn nhớ cái trận mà cái trong cái đệ nhị thế chiến ở Nhật Bản không? Vì sao mà nước Nhật bây giờ họ phát triển đứng thứ ba trên thế giới? Người Nhật á, họ rất là chú trọng tới cái nền giáo dục. Trong khi đó lúc mà sau chiến thứ hai đó thì coi như là kiệt quệ luôn. Khi mà Mỹ ném hai cái bom xuống hai cái thành phố lớn ở Hiroshima và Nagasaki đó, thì coi như là cái nước Nhật đã tan nát hết rồi. Bất cứ lĩnh vực nào họ cũng cần tiền để mà xây dựng lại hết á. Một cái ngành giáo dục đối với họ lúc đó là vô cùng khó khăn để mà cho mỗi học sinh có một cái cuốn sách để đi học. Trên từng tìm hiểu cái câu chuyện đó, cô chú và các anh chị biết cái ông bộ trưởng của Bộ Giáo dục á, cái ông mà Hikada lúc đó bây giờ đó, ổng đang ngồi ổng khóc, ổng rơi nước mắt khi mà ổng phải thừa nhận với người dân là bây giờ á, cho mỗi học sinh một cuốn sách thôi, cho mỗi học sinh một cuốn giáo khoa miễn phí đó là quá khó khăn với chính phủ. Mà ổng phải ngồi ổng rơi nước mắt á, tại vì rõ ràng ổng không có muốn phải lấy tiền để mà có sách cho các em học. Người ta chăm lo cho đất nước của người ta như vậy đó, vì người ta quan trọng cái nền giáo dục như vậy, tại người ta biết chỉ có giáo dục mới sản sinh ra được cái mầm non của đất nước, đó là một cái tương lai của cả một cái dân tộc. Nhưng mà cô chú anh chị thấy không, có bao giờ thấy một giọt nước mắt nào của những cái thằng lãnh đạo ở trong nước không, hay là một giọt nước mắt nào của những cái thằng mà bên Bộ Giáo dục không, khi mà nó nhìn thấy những cái em học sinh mà phải đu dây đi qua bên cái suối không, hay là nó chui vô bao ni lông á, chui qua cái bao ni lông để đi qua suối, hoặc là đu cái những cái cây cầu mà nó đã sắp mục sắp rửa đó, cây cầu dây đó, nó nói đuôi nhau nó đi qua cây cầu đó, rồi đi qua được cái cầu đó đến một cái trường học đó, thì như một cái chuồng gia súc, như là cái chỗ học nó giống như mà còn tệ hơn cái chuồng gà, một cái chuồng bò mà chúng xây mười mấy triệu, mấy chục triệu đó. Cô chú và các anh chị thấy một cái sự tàn nhẫn và tàn ác của cái chế độ này không? Có bao giờ thấy một giọt nước mắt của thằng lãnh đạo nào không, khi nó nhìn các em vậy không? Một cái sự thật cay đắng như vậy đó. Đây là thế kỷ thứ 21 rồi, cô chú và các anh chị. Chưa thấy một cái thằng mà cái thằng những thằng mà trong Bộ Giáo dục nó còn ngồi đó để nó tìm cách rút rỉa nữa chứ. Nó đem ra giá cả từng cấp học nữa chứ. Phải thu phí bao nhiêu nữa chứ. Ngay cả cây cầu các em còn đi không có mà đi qua suối nữa, đừng nói chi mà một cuốn sách giáo khoa mà miễn phí. Đó, cô chú và các anh chị thấy đó là cái dưới cái chế độ xã hội chủ nghĩa là nó như vậy đó.
Trang đã từng đọc những câu chuyện là Trang nghe một cái ông bố đó đó, cái ông cha đó, ổng 10 năm ổng sống trong cái ống cống để mà ổng để dành tiền cho đứa con trai ổng ăn học mà đổ thành thành thủ khoa hay gì đó. Trang đã từng đọc câu chuyện đó rồi, và Trang đã từng nghe cái câu chuyện người mẹ mỗi ngày đi hơn cả 100 cây số để cùng cái người con trai mù và bại liệt để mà được đến trường học. Rồi Trang còn nghe một cái câu chuyện đau thương ở bên Việt Nam, cái người mẹ đó nó phải tự giận để lấy cái tiền mà người ta đi đám ma đó, cái tiền phúng điếu để cho con được đi học. Cô chú và các anh chị có nghe những câu chuyện đó chưa? Tại vì sao vậy? Cái mấu chốt không phải là mình kể những câu chuyện đó ra để mình ngồi đây mình tội nghiệp cho những người cha người mẹ đó, mình ngồi mình khen họ, ồ những người cha đó mẹ đó là những người tuyệt vời. Nó không phải như vậy, mà tại vì chúng ta im lặng, chúng ta nhìn thấy, mình nhìn thấy người dân mình như vậy á, mà họ vẫn cam chịu, họ vẫn im lặng với cái chế độ này. Đó là một cái xã hội phát triển, một cái xã hội phát triển ổn định. Đó là sự mị dân của một cái chế độ thối nát. Nó chỉ lừa gạt dân thôi, nó giết chết từ thế hệ này qua tới thế hệ khác. Người Việt Nam bây giờ cái thu nhập thấp, những cái người mà thu nhập thấp á, thì cũng phải trả cái tiền học phí. Tiền học phí thì không có giảm, tiền học phí thì ngày nào cũng càng tăng lên. Đó là một chuyện hết sức vô lý. Nếu mà nó thu học phí tăng thì cái chất lượng giáo dục nó phải tăng. Tại tiền nó thu vô để làm cái gì? Những cái tiền mà bên bộ giáo dục nó thu vô có phải là để phục vụ cho bên giáo dục không? Mà cái tiền mà mình đóng đó, mình đóng thuế đó, hay là mình đóng cho cái bộ giáo dục, là con cháu của mình nó phải được hưởng, nó phải xứng đáng được hưởng một cái nền giáo dục đàng hoàng, nó phải được chăm lo. Đi học mà phải đóng tiền từ chút từ chút từ chút. Cái ngành giáo dục có bên cái chế độ này là một cái ngành cướp, cũng là một ngành cướp, cướp từ trên xuống dưới. Cô chú và các anh chị ở những cái nước mà gọi là nước, những cái nước tiên tiến như bây giờ, như là nước Anh, nước Mỹ hay là Canada hay Úc gì đó, họ không có tổ chức những cái hội họp nhiều để mà ngồi bàn về đổi mới giáo dục, nhưng mà cái cách giáo dục của họ lúc nào cũng mới, cũng đổi mới đó. Một cái nước ở trong khu vực Đông Nam Á cũng vậy, cái nước Singapore cũng vậy. Họ đâu có cần phải lên phát biểu là ồ đây là một cái nền giáo dục đổi mới, tư tưởng mới, con người mới, phát triển mới. Họ không cần nói gì nhiều hết á. Nhưng mà những cái gì mà những đứa trẻ hay người dân của nước họ học á, là toàn là những cái hay không à, những cái tiên tiến của thế giới không à. Nó lạ vậy đó cô chú và các anh chị, cho nên gọi là bánh vẽ không à, những cái ảo mộng không à, làm cho các em nghĩ đây lúc nào cũng là muốn các em nghĩ nước Việt Nam mình là nền giáo dục là gọi là tiên tiến, là xuất sắc rồi, là hiện đại lắm rồi, không cần học nữa, học vậy là ra đủ rồi. Lúc nào nó dạy những giới trẻ như vậy đó. Ngay cả bây giờ cho nó thẳng luôn, những cái ông giáo bà giáo làm cái nghề nhà giáo lâu năm rồi, cái mái đầu bạc trắng luôn rồi, vậy mà vẫn tâm huyết đứng trên cái bục giảng để mà giáo dục về cái chủ nghĩa tư tưởng Mác Lênin và Hồ Chủ tịch cho các em. Thì rõ ràng những người đó, rõ ràng là họ đã bỏ cả một cuộc đời của họ luôn cho một cái chế độ thối nát này, mà họ không nghĩ tới những cái mầm non của tương lai. Cho nên nó chen lên án những cái người nhà giáo đó cả một đời tâm huyết, nhưng mà rốt cuộc các em nhỏ học cái gì? Anh nhớ mỗi mấy năm trước á, hình như có một cái chương trình làm ra cái buổi ra mắt, là ra mắt cái cuốn sách Dân chủ và giáo dục.
của một cái nhà triết học nào đó để mà cải cách giáo dục nổi tiếng của người Mỹ đó. Cái ông đó tên là John Dewey hay gì đó. Cái ông giáo sư Chu Hảo đã bức đã rất là gọi là cái chữ bức xúc đó khi nói về cái thái độ của Bộ Giáo dục. Cho đến bây giờ thì vẫn không có một cái câu trả lời nào từ Bộ Giáo dục để mà đối thoại với chúng tôi. Không bao giờ trả lời, không bao giờ tranh luận. Cho nên đừng bao giờ có cái chuyện mà dân chủ giáo dục hay là cải cách cái gì hết á. Họ không có muốn cái nền giáo dục phát triển. Họ muốn nó như vậy đó. Để làm chi vậy? Để tạo ra những cái người dân gọi là, đó là một cái chính sách ngu dân. Họ không muốn cải cách, họ không muốn học những cái tiên tiến, cái nền tiên tiến của giáo dục ở bên ngoài. Cô chú và các anh chị biết hả, ở nước Nhật á, lúc mà sau chiến tranh thế giới thứ hai đó thì họ đổi mới cái họ cải cách cái giáo dục. Khi mà họ nhìn vào cái nền giáo dục tiên tiến của nước Mỹ đó, và họ cũng coi như là họ nhờ luôn đó với sự cố vấn và giám sát của Hoa Kỳ để mà cải cách cái nền giáo dục cho họ đó. Rồi cô chú và các anh chị thấy không? Bây giờ nước Nhật họ như sao? Họ bây giờ họ sống thành một cái nền giáo dục mới, một cái xã hội hiện đại. Họ đâu có nghĩ tới cái thời lúc mà thời chiến tranh họ có thể họ hận thù nhau gì lúc mà Mỹ ném bom bên Nhật. Sau này họ thấy những cái gì hay của nước Mỹ họ vẫn học. Để bây giờ dân của họ phát triển như vậy, một đất nước họ văn minh như vậy. Và cô chú các anh chị có biết trong cái đề cương á, các anh chị nào bên Việt Nam sẽ biết cái vấn đề này. Cái chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Bộ Giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam nó đề ra cái gì biết không? Nó đề ra bốn cái quan điểm chỉ đạo của ngành giáo dục, tức là từ năm 2011 cho tới 2020 đó nha. Thứ nhất á, là phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, của nhà nước và của toàn dân. Thứ hai là xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, tiên tiến, hiện đại, xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng của Hồ Chí Minh làm nền tảng. Thứ ba là đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, thích ứng với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ tư là hội nhập quốc tế sâu rộng và giáo dục trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, giữ vững độc lập tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa. Mình nghe sơ sơ qua đó thì nghe những cái lời cũng rất là hay đối với những người Việt Nam, nhưng mà đọc kỹ xong rồi á, nó rỗng tét à, nó không có một chút ý nghĩa gì ở trong bốn cái quan điểm gọi là chiến lược để phát triển nền giáo dục của Việt Nam. Vòng vòng thì cũng là gì, tư tưởng Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, phát triển theo kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa cũng là xã hội chủ nghĩa. Tới bây giờ chắc Chen cũng biết những cái giới trẻ bây giờ nó sẽ đặt câu hỏi là: ủa, tôi học tư tưởng Mác Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh ra thì tôi học cái gì, ra tôi làm cái gì? Tới giờ cũng không ai trả lời được. Tại sao có ai mà đặt một câu hỏi là: ủa, cái môn đó tôi đâu có thích, tại sao bắt tôi học? Tôi học ra để làm cái gì? Một năm học tốn biết bao nhiêu tiền, tiền bạc của cha mẹ, rồi tiền phải đi mua sách, mua vở. Tiền đó là tiền học, là không phải tiền của cha mẹ. Cha mẹ tôi còng lưng ra để đóng hả? Mà sao tôi đâu thích học cái đó, sao bắt tôi học? Đó là cái sự độc tài, độc quyền. Nội mà trong giáo dục cũng độc tài. Mà ai mà kêu gọi cải cách á,
thì coi như là nói cho qua loa chơi vậy đó. Còn những người nào mà viết sách mà đi nói ra những cái xấu của đảng rồi đó là bị bắt liền. Đó là cái cách giáo dục của chế độ xã hội chủ nghĩa đó. Cô chú và các anh chị biết không, những cái thằng lãnh đạo bên nước nước Việt Nam bây giờ nó bệnh rất là nặng. Nó bị một cái chứng bệnh gọi là cái bệnh ảo giác và cái bệnh ảo tưởng. Bởi vì tụi nó bị bệnh nặng là nó cứ nghĩ nó là giỏi nhất hành tinh này không à. Nó là những cái người siêu năng lực. Cho nên lúc nào á nó đi ra ngoài nó làm trò cười cho người ta không à. Nó chỉ là nó yên ổn nhất là ở đâu biết không? Là nó trốn chui trong nhủi trong những cái chuồng bò của nó đó. Trong cái chuồng của nó, chuồng bò đó. Một điều lạ là cái tuổi đó nó ngu học. Mà cho nên thường đặt câu hỏi là đã tụi mày, cái tụi lãnh đạo đó nha, cái tụi mày đã hèn, đã dốt rồi. Thì mày hèn mày dốt cả dòng họ của mày đi. Chứ sao mày bắt cả thế hệ mầm non tương lai của đất nước dốt và hèn theo mày được? Đâu có được. Mày đâu có cái quyền đó. Nó đã ngu, nó đã hèn rồi, nó cũng không có chấp nhận để cho cái thế hệ tương lai học được cái nền những cái nền giáo dục của những cái nước tiên tiến bên ngoài nữa. Nó độc quyền, nó độc tài. Nó không bao giờ nó nghĩ đến cái sự giáo dục cho dân trí, cho dân. Mà nó chỉ áp dụng chính sách ngu dân để nó dễ cai trị và bóc lột người dân thôi. Nó có nghĩ gì tới mầm non đất nước đâu. Mà tại sao á, một cái những thằng lãnh đạo nó ăn tiền thế của dân, nó hưởng lợi những trên những cái tài nguyên rồi của nước Việt Nam, đó là tài sản của chung của dân, mà tại sao nó coi dân không ra cái gì, mà tại sao người dân phải đi tôn sùng nó? Một cái chuyện đó là vô lý. Cô chú và các anh chị biết không, cái nền giáo dục mà đang tại cái nước mà Chen đang ở đây, họ không có mang cái tính hơn thua ở trong đó, họ không có so sánh luôn nữa. Cho nên các em học sinh á, nó cảm thấy là các em đều như nhau, học dở học giỏi gì nó ngồi trong lớp chung nó vẫn hòa đồng như nhau, nó không có phân biệt. Tại vì những thầy cô giáo và cái cách dạy của họ nó không làm cho các em thấy các em thua kém. Cô chú và các anh chị có nhớ mà cái tấm hình mà lúc trước Chen có đưa lên á, trong cái lớp học ở bên Việt Nam không, mấy chục đứa cầm cái bằng khen, chỉ có một hai em là không có bằng khen, nó ngồi nó buồn hiu à. Đó là một cái sự giáo dục rất là thối nát. Ở những cái nước mà văn minh á, cái nền giáo dục họ tiên tiến á, họ phải hiểu được cái tâm lý của những đứa trẻ. Chúng phải được tôn trọng giống như nhau, học giỏi gì cũng không có phải là đem ra để mà giễu cợt hoặc là để cho những đứa khác nhìn nhìn với cặp mắt là mình khi dễ, rồi những đứa này nó sẽ mặc cảm, nó tự ti. Ở bên này điểm cũng không phải là từ 1, điểm 1 tới điểm 10 nữa. Người ta chỉ gom chung là điểm A, điểm B, điểm C, điểm D. Những đứa nào giỏi nó nằm chung trong một cái group điểm A vậy thôi. Không có từ 1 tới 10 để có thể phân biệt với nhau, hơn thua với nhau. Rồi cô chú và các anh chị biết không, khi mà muốn góp ý các em đó điều gì á, là phải nói riêng các em đó. Chứ không phải là đem cái lỗi của các em đó lên trước mặt cả lớp để mà cho cả lớp nhìn, để chế giễu các em đó. Nhưng mà bên Việt Nam nó là như vậy. Tại vì trên nhớ khi mà đi họp phụ huynh á, ở bên cái trong cái trường học của Việt Nam á, cô chú có nhìn thấy khi mà họp phụ huynh không? Đầu tiên đó là sẽ thông báo cái gì? Thông báo tiền học phí này nọ đó trước phụ huynh này nọ, rồi sau đó là khen em này, rồi chê em kia, kể thành tích của em này giỏi, rồi em kia học kém ra cho trước mặt tất cả mọi người luôn, cho những người cha mẹ kia luôn, của những đứa con khác ngồi nghe hết. Rồi xong rồi những cái người cha mẹ đó mà nghe đọc lên tên con mình đó, nó học kém, học ngu hoặc là quậy phá trong lớp đó, thì đi về nhà mới hằng học, mới chửi con mình: tao cho mày tiền ăn học mà mày học hành vậy hả mày, là mất mặt tao. Vô tình đó, đã biến các em thành những cái người tự ti mặc cảm. Đó là một cái áp lực rất là lớn trên tâm lý của những đứa trẻ. Một cái tâm lý rất là quan trọng. Khi mà nó mặc cảm tự ti rồi, nó sẽ tự nhiên nó sẽ thụt lùi liền, nó sẽ không phát triển trí tuệ nữa. Cho nên cô chú và các anh chị thấy rõ cái sự điều đó ở bên Việt Nam, nó hiện rõ luôn. Nếu mà Chen có nói cái gì
mà không đúng thì Trang nhờ cô chú bác hãy hãy comment để góp ý để Trang hiểu thêm. Có phải những cái đó là đang thật sự của cái nền giáo dục của chế độ xã hội chủ nghĩa không? Cô chú và các anh chị biết ở bên 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 nước Mỹ, cho nó riêng gì cái nơi mình đang sống thôi. Thí dụ như những cái chi tiết hoặc là những cái thành tích học tập của con mình á, thì sẽ bỏ riêng vô những cái phong bì đàng hoàng để đưa trực tiếp cho cái người phụ huynh đó khi cái ngày họp phụ huynh. Mà họp phụ huynh á, chỉ có một người, mỗi cô giáo chỉ tiếp một người phụ huynh thôi. Khoảng thời gian 15-20 phút, nửa tiếng gì không biết, nhưng mà mỗi người chỉ tiếp một người đó thôi. Chứ không phải là cho vô hết trong một lớp rồi bè giễu đứa này, khen ngợi đứa kia, chê bai đứa này, để cho các em tự ti mặc cảm, rồi cả cha mẹ cũng đấu đá với nhau. Ừ, con tao học dở hơn con bà, con tôi học dở hơn con bà, tôi về tôi phải đập nó mới được. Đó là cách dạy của chế độ xã hội chủ nghĩa đó cô chú và các anh chị. Còn bên này hả, khi mà mình biết con mình học kém hay gì á, một cái bìa thư rất là lịch sự đàng hoàng ghi rõ cái thành tích học tập của đứa bé đó trong cái bìa thư đó, rồi gửi riêng về cho phụ huynh để mà phụ huynh theo dõi đứa em đó, rồi sẽ cùng với cô giáo để giúp đỡ các em đó để cho nó học tiến bộ lên. Tức là nhà trường, cô giáo và phụ huynh là gắn kết với nhau để tìm cách giúp đỡ cho các em đó, chứ không phải đem các em đó ra để bè diễu, khen đứa này chê đứa kia. Như vậy chỉ giết chết cái tâm hồn của nó mà thôi. Trang còn nhớ vào những cái năm 60 á, những cái thế kỷ trước rồi, lúc đó Hàn Quốc á, Nam Hàn á, còn nghèo nàn lắm, nhưng mà họ đã quyết định họ cải cách cái nền giáo dục của họ bằng lấy nguyên cái giáo trình của Nhật Bản để dịch sang tiếng Hàn để mà giảng dạy cho các em nhỏ ở nước của họ đó, để điều chỉnh các môn, tất cả các môn trong xã hội luôn. Và cô chú các anh chị biết không, một cái quyết định của những cái người lãnh đạo. Vì sao vậy? Họ nghĩ tới những cái mầm non tương lai, họ học hỏi Nhật Bản. Đó là một cái quyết định hết sức sáng suốt. Bởi vì cái nền giáo dục của Nhật Bản á, họ đã mất một thời gian cả trăm năm để họ hoàn thiện nó. Người Nhật Bản họ tiếp thu cái nền văn hóa của Tây Phương, nền giáo dục khai phóng của Hoa Kỳ. Sau khi mà chiến tranh thế giới thứ hai thì người Nhật đã thay đổi hết theo y như là cái nền văn hóa của Mỹ vậy đó, cái cách học của những người Mỹ đó. Mặc dù lúc đó đó cô chú và các anh chị, thật sự Mỹ, thật sự là người nước Nhật và nước Hàn cũng chưa có thuận, còn nghịch lắm á, tức là cũng còn như kẻ thù á. Nhưng mà vì sao vậy? Vì sao mà họ lại nhận, họ là lấy cái những cái giáo trình của Nhật Bản để dạy cho trong nước của họ? Tại sao vậy? Tại vì á, những cái người mà đứng đầu của một đất nước á, những người có tâm thật sự, có tâm, có tài, có đức á, thì họ sẽ đặt cái lợi ích của quốc gia, của cả một dân tộc lên trên hết. Họ không cần biết quá khứ như thế nào, thù hằn như thế nào, nhưng mà họ biết được là cái lợi ích quan trọng nhất của quốc gia là của dân tộc đó, con người đó, chứ không phải như những cái thằng hèn hạ, những cái thằng ngu dốt lãnh đạo của đất nước Việt Nam, nó chỉ giết dần giết mòn dân Việt Nam thôi. Cho nên cô chú và các anh chị thấy cái Nam Hàn bây giờ không, so với Bắc Hàn thì sao? Trong khi bây giờ á, ở bên Bắc Hàn á, họ nghèo nàn lạc hậu. Và cô chú và các anh chị không, cũng là cái chế độ độc tài, cũng là chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng là độc tài. Riết rồi bây giờ cái thằng Kim Jong Un mà nó đi ra ngoài á, nó đi tới gặp dân á, là người dân phải bắt buộc phải còi khóc hù hụ luôn. Cái chuyện khóc đó là không phải là không phải một phần là nó yêu kính đâu, một phần là bắt buộc phải khóc, mày không khóc là mày chết á. Mày phải giả bộ khóc lóc như vậy mày mới được yên cái thân của mày. Bởi vậy cô chú anh chị thấy một cái chế độ độc tài nó chỉ là làm cho cái người dân càng ngày nó càng thụt lùi là như vậy đó. Họ cứ nghĩ là ở chế độ độc tài bây giờ
ở bên nước Bắc Hàn á, họ cứ nghĩ cái ông Kim Jong Un đó là một cái người thượng đế rất là cao siêu, mình phải tôn sùng thôi à, không có cách nào á. Họ dạy người dân như vậy đó, họ đầu độc người dân như vậy đó, họ tẩy não người dân như vậy đó, coi như là cái thằng Kim Jong Un là một cái gì đó là cao siêu lắm, chỉ có quỳ xuống mọp xuống khóc lóc mỗi khi mà nó xuất hiện thôi. Cô chú anh chị thấy ghê gớm không? Cũng từ một cái nền giáo dục của một cái chế độ ra mà con người nó như vậy đó. Giống như cái lần trước Trang có nói một cái chế độ tẩy não là như vậy đó, nó biến con người ra như vậy đó. Mình nói về Việt Nam, mở miệng ra thì thống nhất đất nước, giải phóng đồ nghe đã lắm, mà tới giờ này bao nhiêu năm nay rồi cũng vì cái thói mà, cái thói tự cao tự đại kiêu ngạo mà cho rằng mình thông minh hơn rồi, mình giỏi rồi, cho nên Việt Nam bây giờ vô địch, Việt Nam bây giờ rất là ngon, là một nơi rất là đáng sống. Cho nên riết rồi, từ trên xuống dưới, từ một thằng lãnh đạo ngu, nó lãnh đạo cả hơn 90 triệu dân, bây giờ người dân cũng sống ở trong cái mộng mị là tưởng đâu nước Việt Nam bây giờ là tươi sáng lắm, là hơn cả những nước khác, mà trong khi đó bây giờ thụt lùi chắc còn thua cái thằng Campuchia, cái thằng Lào nữa. Những cái chương trình trước Trang có nói về cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa đó, thật sự lúc đó, cái thời đó là đã rất tiến bộ rồi. Bởi vì họ đặt cái giá trị nhân bản dân tộc, khai phóng. Cho nên người dân á, người dân là phải phát triển theo đúng cái bản sắc của Việt, tức là người Việt. Họ có tính nhân văn đàng hoàng, tiên học lễ hậu học văn. Lúc đó là cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là đã miễn phí hoàn toàn cho học sinh rồi. Chứ không phải tới bây giờ nó gọi là nó giải phóng, nó gọi là thống nhất đất nước. Bây giờ càng ngày cô chú anh chị thấy không? Càng ngày càng tệ hại vậy. Chen nghĩ đó, tại sao mà bữa nay Chen ngồi chia sẻ với cô chú bác cái vấn đề này, tại vì nếu mà chúng ta là những người công dân của Việt Nam á, thì phải có trách nhiệm, có trách nhiệm lên tiếng, cũng như là mình ngồi mình chế tạo ra những cái viên thuốc để cho một cái nền giáo dục đầy bệnh tật này, phải nói là một cái nền giáo dục đầy bệnh tật. Nhưng mà cái đời mình nó xong rồi, mình đừng có làm ngơ để cho đời con cháu của mình nó tiếp tục như vậy nữa. Cái chế độ này là một chế độ thối nát, con người sẽ càng ngày càng đi xuống, càng tục hậu. Bởi vì nó nghĩ nó giỏi rồi. Cái tư tưởng của Mác Lê, tư tưởng của thằng Hồ Chí Minh là nó giỏi rồi, nó hay rồi. Nó không muốn người dân tiếp xúc với những cái nền văn, những cái nền mà giáo dục tiên tiến ở bên nước ngoài. Nó không muốn, bởi vì cái đây là một chính sách ngu dân. Nó muốn người dân phải ngu, y như bên Bắc Hàn đó. Cô chú các anh chị thấy không? Cái người dân nó lòng vòng chỉ biết là vậy thôi. Cái thằng lãnh đạo ở trên đó là cái thằng đó là vua, phải tôn sùng nó. Ngoài ra không còn biết gì nữa. Mày cứ việc ngu đi, mày ngu tao mấy cai trị mày được. Cái điều đó là sẽ giết chết những cái mầm non của tương lai của nước Việt. Cho nên ai cũng có trách nhiệm để lên tiếng chuyện này. Bởi vậy cho nói cái chế độ này là phải bị tiêu diệt, là phải diệt sạch cái chế độ này. Nó còn tồn tại ngày nào là người dân mình còn khổ ngày đó. Những cái mầm non của đất nước sẽ chết dần chết mòn là như vậy đó, không phát triển được. Rồi trên thấy cái thời bây giờ thì có những cái gia đình á, họ làm ăn khá giả, thì bắt đầu họ nhìn thấy cái nền giáo dục của Việt Nam là quá tồi tệ. Tại những người đó là những người có tiền, họ cũng đi được ra nước ngoài, họ đi du lịch rồi đó, họ đi được những nước này nước nọ, cái họ nhìn thấy cái sự mà văn minh phát triển của nước người ta, cho nên họ đi về trong nước thì họ muốn con cái mình đi du học. Chen không nói tới cái mặt con những cái thằng con ông cháu cha nha, Chen chỉ nói tới những cái người mà có tiền ở trong nước Việt Nam bây giờ đó. Tại vì những người đó họ có điều kiện đi ra ngoài nhiều đó, thì họ nhìn thấy được sao nước người ta phát triển vậy, văn minh tiên tiến như vậy, cái bắt đầu họ muốn con cái mình đi ra ngoài du học. Họ cũng tìm đủ mọi cách, họ cũng có thể là họ chắc góp tiền bạc hơn gì đó, muốn cho con mình ra nước ngoài du học, rồi có khi còn muốn con mình hãy kiếm người nào đó rồi cưới luôn, ở lại luôn đi, đừng có về, cũng có chứ không phải không.
nhưng mà nói như vậy, mình nói như vậy chỉ đó một phần thôi. Rồi những người nghèo thì sao? Những người không có tiền thì sao? Tiền đâu mà họ cho con em họ đi ra ngoài du học? Đâu phải ai cũng có tiền, ai cũng có điều kiện để con đi ra nước ngoài du học đâu. Cho nên đó không phải là cách giải quyết. Tại sao mà mình không có đặt câu hỏi là con em của mình không cần phải đi đâu hết á? Mà ngay cả trên cái đất nước mình đang ở, mình phải thay đổi hoàn toàn cái chế độ này, phải thay đổi hoàn toàn những cái chính sách của Bộ Giáo dục này, để cùng nhau xóa bỏ cái thể chế này, cái thể chế tàn bạo độc tài này. Cho nên mình giờ có đi bao nhiêu người đi du học, đó cũng phải là cách nữa. Mà cái cách là mình phải trên chính quê hương của mình, mà mình được học những cái thứ văn minh tiên tiến của nước ngoài, và cái chế độ này phải bị xóa bỏ. Đó mới là tương lai của dân tộc Việt Nam. Bởi vậy Trang nghĩ á, đã đến một cái lúc này đó, Trang thấy nhiều cô chú bác thì các anh chị cũng nhìn thấy rõ cái bộ mặt của cái xã hội chủ nghĩa này rồi. Cho nên tới một lúc này á, Trang thấy nó chín mùi rồi. Tức là chúng ta phải nhìn nhau với một cái ánh mắt rất là thành thật. Mình phải thành thật với nhau mà nói. Mình ngồi mình nói chuyện mình phải thành thật. Tức là mình đừng có đừng có cho là những cái mơ mộng diễn dông nữa, đừng có tự mãn nữa bằng những cái toàn là ảo không à, những cái chủ thuyết ảo không à, của những cái thằng lãnh đạo này đưa ra, của cái chế độ này nó đưa ra toàn là ảo tưởng không à, không có cái gì thật hết trơn á. Nếu mà tới giờ này mà chúng ta ngồi ở đây mà không nhìn nhau bằng những cái ánh mắt thật, những cái lời nói thật nữa, nếu mà mình giờ này mình còn luồn cuối, mình còn đi, mình tiếp tay cho cái chế độ này, mình còn thỏa hiệp với nó, thì rõ ràng là mình đưa con cháu mình đi tới một cái mức độ là càng ngày càng thụt lùi. Chanh thường nói đó, cái gì cũng vậy á, cái gì cũng có giá của nó. Muốn tự do thì cũng phải trả giá. Nước Mỹ được như ngày nay, họ cũng phải trả giá rất là nhiều. Bao nhiêu cuộc chiến tranh xâm lược, họ cũng chiến đấu để được bây giờ, để được như bây giờ. Cho nên nếu mà người dân Việt Nam cứ nghĩ đang sống bình yên, đang sống ở một cái thiên đường ảo đó, mà cứ im lặng trông chờ đó, trông chờ vào những cái thằng lãnh đạo này đó, thì còn lâu lắm, còn xa lắm. Cái thiên đường đó còn xa lắm. Đây là một cái thiên đường ảo mà thôi. Cho nên Trang nói cái chế độ này là một cái chế độ độc tài tàn ác. Nó không có giúp ích được gì cho dân hết á. Nó không có chăm lo được gì cho dân hết á. Nó giết dần, giết mòn những cái thế hệ tương lai của đất nước. Tại vì những cái thằng này là những cái thằng bất tài vô dụng, những cái thằng tham lam, chỉ biết dơ dét và cướp để mà nuôi gia đình của nó, nuôi dòng họ của nó mà thôi. Trước khi mà Jen chia sẻ với cô chú bác á, những cái chuyện khác á, trong ngày hôm nay đó, chúng ta hãy cùng người nhau ngồi đây đặt ra hai câu hỏi thôi. Đặt ra hai câu hỏi cho cả dân tộc Việt Nam á. Mình đặt cho những người Việt Nam, mình đặt câu hỏi cho những thằng lãnh đạo, những cái thằng đầu đàn á, trong cái bộ chính trị á, đến cái những cái giới mà tri thức, quân đội, công an gì đó, hay là những người dân lương thiện, mà những người dân mà thấp cổ bé họng á, mình hãy đặt ra hai câu hỏi cho cái chế độ này. Một là chúng ta có muốn tiếp tục để con cái mình được dạy dỗ bởi cái nền giáo dục của một chế độ xã hội chủ nghĩa vậy không? Mọi người còn muốn tiếp tục để cho con mình được học cái nền giáo dục của chế độ xã hội chủ nghĩa này không? Và một câu nữa là chúng ta muốn con cái mình đi đến học tập những cái nền giáo dục tiên tiến ở thế giới, ở bên ngoài, hay là muốn con mình sẽ được học những cái nền giáo dục tiên tiến của thế giới ngay trên chính quê hương của mình?
Trên mong là tất cả những cô chú bác, những bậc cha mẹ làm cha làm mẹ hãy trả lời những câu hỏi này đi. Trên sẽ cảm ơn cô chú bác và các anh chị rất nhiều, những bậc làm cha làm mẹ ở trong cái nước Việt Nam bây giờ. Một là chấp nhận, hai là thay đổi. Mọi người cứ chọn. Dạ, Trang xin cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ Trang sẽ hát cho cô chú bác các anh chị nghe bài nữa. Rồi Trang sẽ nói chút xíu về về tâm linh. Bữa nay thứ bảy, thật sự nhìn qua nhìn lại thời gian nhanh quá rồi, Trang thấy là như khuya luôn rồi đây, nhanh quá. Trên đọc được một cái lời comment của một người chế độ nào cũng có cái hay cái dở riêng riêng của nó, không có cái nào là hoàn hảo cả. Đúng, trên đồng ý với cái anh Trần Phúc Thịnh này, anh nói cũng có phần đúng. Thật sự không có cái gì hoàn hảo ở trên cái cõi này, cõi đời này hết. Trên khẳng định là không có một cái gì hoàn hảo hết á. Nhưng chúng ta là những con người, chúng ta phải chọn những cái gì có một cái giá trị chân chính thật sự, những cái hay cái đẹp, và không phải cho cái đời của mình mà hãy cho đời của con cháu của mình. Bởi vì mình chết đi rồi, con cháu của mình mới là những cái người lãnh đạo của đất nước. Cho nên không có cái gì là hoàn hảo, thật sự đúng không sai. Mình không mong cầu nó hoàn hảo, mình chỉ mong nó một cái với có một cái giá trị đích thực của một cái con người được sống trong một cái xã hội tự do văn minh. Chứ không phải là mình đem những cái lời nói đó ra để mình tự mãn, để mình nghĩ là Việt Nam đang là thiên đường rồi, không cần thay đổi nữa. Chế độ này quá tốt, cái đảng cộng sản này sẽ cho ta một cái mùa xuân. Đó là những cái ảo tưởng mơ mộng, mà thực tế mình nhìn mình thấy rõ con cháu của mình đang học cái gì, cái mầm non, những cái người mà những cái thế hệ tương lai của đất nước đang ra như thế nào. Cái đó mới là cái đáng để nhìn, chứ không có cái gì là hoàn hảo trên đời này hết á. Mình không có mong cầu hoàn hảo, nhưng mà ở cái đất nước Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa này, những cái cơ bản con người còn chưa có nữa, cái cơ bản bình thường còn chưa được nữa, thì mong gì tới mà tốt đẹp, rồi mong gì tới mà gọi là hoàn hảo, là xa vời lắm. Cái hoàn hảo là chẳng bao giờ có rồi. Trên sẽ hát một cái bài hát này rất là hay. Trên cũng nghe cái nhiều cô chú bác hát cái bài này rồi, Trên cũng thích lắm, mà hôm nay mới có dịp hát cho cô chú bác và các anh chị nghe cái bài Nửa Hồn Thương Đau của tác giả Phạm Đình Chương. Thì Trên mời cô chú bác các anh chị nghe. Nhà Trên trả lời thêm một cái câu nữa của một người nhắn ở đây, Trên mới đọc được. Thế cái gì làm cho cô nghĩ tư bản là tương lai là đáng có? Cái người gì tên Giai gì nè, Trên không có biết đây là nam nữ hay là chú bác gì, Trên không biết, Trên gọi chung là bạn á. Trên xin trả lời cho bạn biết á. Trên từng nói rồi, Trên không cần biết, tôi không cần biết anh ở chế độ nào. Tư bản, đế quốc, phát xít, chủ nghĩa gì tôi không cần biết. Nhưng mà cái chế độ đó phải là phục vụ cho dân. Người dân phải là trên hết. Người dân phải được sống ấm no hạnh phúc. Người dân phải được văn minh. Chứ không phải tôi chưa bao giờ, tôi nói cho bạn biết, tôi chưa bao giờ nói tư bản là tương lai là đáng có. Nhưng mà cái chế độ xã hội chủ nghĩa của chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam là phải bị diệt, diệt sạch. Các bạn nhìn ở bên Tàu Cộng đi thì sẽ thấy nó đối xử dân nó như thế nào. Cho nên các bạn trước khi đặt câu hỏi thì hãy nhìn thực tế. Con người mình sống là phải dựa lên cái chân thật, dựa trên cái thật. Không có một chế độ nào mà hoàn hảo hết á. Nhưng mà cái chế độ đó phải là chế độ phục vụ cho dân, và phải vì dân, vì sự no ấm của dân, vì sự văn minh của con người, chứ không phải bó buộc con người. Ngay cả mạng sống của họ cũng phải nằm trong tay của các ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản nữa.
chế độ đó mà các bạn coi là hay hả? Các bạn đi phục vụ cho cái chế độ đó, các bạn đặt câu hỏi thì phải suy nghĩ cho kỹ. Trên thế giới này còn bao nhiêu chế độ đảng cộng sản, bao nhiêu nước, còn bao nhiêu nước xã hội chủ nghĩa? Rồi nhìn người dân của họ đi, thằng Bắc Hàn, thằng Tàu Cộng, thằng Việt Nam, nhìn lại đi. Cho nên các bạn đã bị nhồi sọ quá lâu rồi, các bạn đã học một cái chính sách ngu dân của một chế độ hèn nhát này, hèn với giặc ác với dân. Các bạn không nhìn thấy điều đó, các bạn đã không nhìn thấy những thằng lãnh đạo nó hèn như thế nào, nó hèn với giặc, nó ác với dân như thế nào, nó chẳng có chăm lo gì cho dân cả. Tới giờ này các bạn đã nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp rồi? Trong khi đó những nước ngoài đã cho nó tiền trợ cấp rất là nhiều, nó đi xin xỏ người ta, nhưng mà trong nước nó vẫn đàn áp người dân, nó vẫn bóc lột người dân. Bữa nay tôi đang nói về cái vấn đề giáo dục, một chính sách ngu dân của cái chế độ bạn đang ở. Bạn không nhận ra thấy điều đó sao? Ngay cả con cái của các bạn đi học phải đóng tiền từ đồng, từ cắt, từ cái phù hiệu, từ cái khăn quàng, cục viết chì, cục gươm. Các bạn không thấy điều đó sao? Nước Việt Nam đâu có nghèo. Dân Việt Nam nghèo là tại vì bị lãnh đạo ăn hết rồi, chứ không phải nước Việt Nam mình nghèo. Một nước giàu hay mạnh là do những cái thằng đứng đầu, những cái thằng đầu sỏ nó lãnh đạo nước đó đó. Dân nó có ấm no hay không, dân nó đói khổ hay không là do những thằng lãnh đạo đó. Các bạn nên nhớ kỹ điều đó. Ngày nào mà còn cái chế độ này thì các bạn sẽ còn khổ dài dài, và còn mỹ dân dài dài, sẽ ăn những cái bánh vẽ trên TV á. Đó là những cái ảo tưởng không có thật. Cho nên còn mà tiếp tục mà đi mà tôn sùng cái chế độ này á, thì các bạn cũng không khác gì những thằng lãnh đạo đó. Thì chắc chắn một ngày các bạn sẽ biết, cũng không còn bao lâu nữa đâu. Bây giờ người dân, bây giờ cái dân trí họ biết được, tại vì họ nhờ những cái thông tin ở bên ngoài, họ có internet rồi, có những cái thông tin mạng rồi, họ không khờ như ngày xưa nữa. Cho nên vì sao mà cái chế độ này nó phải sắp bị diệt vong là như vậy? Tại vì những cái gì nó che giấu bao nhiêu năm nay đó, nó cố tình nó lừa gạt dân, nó mị dân bao nhiêu năm nay á, thì bây giờ người dân họ từ từ họ biết được rồi, cho nên nó sẽ bị diệt thôi. Và nó cũng đang biết là nó sắp bị diệt nữa. Cho nói thẳng cho các bạn biết như vậy đó, cái chế độ này không tồn tại được. Muốn tồn tại là phải dựa trên cái nền tảng của một cái nhân văn của một con người. Còn cái chế độ gì mà lừa dối từ trên xuống dưới, lừa dối cả lịch sử, sửa đổi tất cả để có lợi cho đảng, chúng làm bất cứ thủ đoạn gì miễn có lợi cho cái ghế của chúng thôi, để chúng ngồi trên, chúng cướp bóc, chúng dơ dét. Vậy mà các bạn còn chưa sáng mắt ra. Cho nên nếu mà trước khi hỏi tôi câu hỏi gì á, thì các bạn hãy suy nghĩ kỹ lại, hãy nhìn cái thực tế á, chứ đừng có đi chửi rủa người khác. Trước khi mà mình chửi người khác á, mình hãy coi người ta nói cái gì, coi có đúng ở trong nước bạn đang như vậy không. Còn nếu bạn thấy sai là tại vì á, là bạn đang ăn trên ngồi dưới, nên bạn không nhận ra cái khổ của người dân. Bạn cũng là một cái dạng rất là gọi là thờ ơ và vô cảm với những người nghèo, cho nên bạn mới còn đi bưng vô cho cái chế độ này. Chứ nếu mà bạn là một trong những người bị cướp đất, cướp nhà đó, những người khổ sở, thì bạn sẽ không lên tiếng hỏi những câu hỏi này. Bạn hỏi câu hỏi như vậy là bạn đang muốn cái chế độ đó vẫn tồn tại. Và cho em nói thẳng với bạn luôn, cái chế độ này phải bị tiêu diệt, và nó cũng biết nó sắp chết rồi. Tại vì không có che mắt dân được nữa, người dân bây giờ không có còn như hồi xưa nữa. Cho nên những cái gì nó dối trá nó sẽ lòi ra. Con người mình sống là phải nhìn vô sự thật, chứ không cần, trên thường nói không cần biết anh sống ở chế độ nào. Tôi không cần biết là anh sống dưới một cái chế độ pháp luật, hiến pháp gì tôi không cần biết. Nhưng tất cả là phải đặt người dân lên hàng đầu. Tới giờ này thế kỷ 21 rồi mà còn người lang thang đói khát ở ngoài đường. Bây giờ con nít đi học mà còn phải đóng tiền từ chút. Không thì đi về bán vé số. Các bạn nghĩ sao vậy? Trong khi tụi nó ngồi trên, trời ơi, nó qua bên này nó xài chơi thôi cũng tiền triệu đô la nữa. Đó là những thằng con cháu cha đó, các bạn đâu có biết. Cho nên các bạn đã bị lừa gạt lâu quá rồi. Cho nên trước khi các bạn đi vô một cái diễn đàn của ai, các bạn chửi rủa đó, thì các bạn hãy nhìn lại cái sự thật của đất nước các bạn đã. Coi có phải là Việt Nam đang phát triển không?
phải là Việt Nam đang tỏa sáng toàn cầu không, như những cái miệng lưỡi của những cái thằng lãnh đạo hèn nó nói không? Làm gì có, các bạn đi tới đâu bây giờ trên thế giới này người ta cũng sợ các bạn đó, tại vì các bạn là người Việt Nam, là những cái người á mà mang tiếng ăn cắp ăn trộm, những người không có văn minh. Đau chứ, các bạn máu đỏ da vàng mà còn tự hào cái gì? Mình nói ra thì tự ái, nói ra thì chửi người khác liền. Nhưng mà mình phải nhìn thấy cái sai là mình sửa. Con người mình phải không có ai hoàn hảo hết á. Nhưng mà mình sai thì mình sửa để mình tiến bộ hơn. Chứ phải người ta nói ra là mình tự ái là mình chửi người ta, chỉ tục chỉ tiểu. Cái đó chỉ chứng tỏ được cái nhân cách của các bạn mà thôi. Còn ai mà muốn vô chửi thì đừng có vô cái diễn đàn này. Sẽ hát cho cô chú bác các anh chị nghe nha. Trang cũng thấy không có ngờ là ở trong Việt Nam bây giờ có nhiều người cũng bị giống như là bị cái chính sách ngu dân này đó, là nó hãm hại lâu quá rồi, cho nên tới giờ này họ vẫn không bao giờ nhận ra được, tại vì họ chưa có cái cảnh, họ chưa bị cái cảnh là đi lang thang ngoài đường, họ chưa bị bán vé số, họ chưa bị cướp đất cướp nhà, họ chưa bị quan, cho nên họ đang sống rất là sung sướng. Cho nên là nó lại vậy đó, nó ra những cái con người vậy đó. Cho nên thôi, Chen nói vậy thôi, cô chú bác các anh chị yên tâm, Chen cũng không phải là đang nóng, đang bực gì hết á. Tại vì Chen thường nói rồi, những cái loại đó nó hết thuốc chữa rồi. Hết thuốc chữa là bác sĩ nói đó, về nhà rồi chờ chết mà thôi. Hết thuốc chữa rồi. Bây giờ mình nghe nhạc.
còn hẹn nhau kiếp nào. Anh ở đâu, em ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đêm mắt sâu. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tim ngát, chỉ thấy lòng cô chú bác và các anh chị. Giờ mình nghe nhạc đi, đừng có để ý tới những cái người đó nữa. Và những cái người đó là những người hết thuốc chữa, thôi đâu để ý làm gì. Nói thiệt với cô chú bác các anh chị, nhiều khi cho nói với cộng sản, khi cho anh thì giống như là mình nổi nóng mà mình la lên vậy, chứ thật sự ra ở trong bụng của Chen á, cái tuổi này nó không có một chút xíu gì mà để ảnh hưởng được Chen hết á. Tại vì khi mà mình nói mà nó không hiểu được á, thì rõ ràng là mình không có nên tiếp tục nói nữa. Tại vì nó là những cái người gọi là kêu là ở trong cái hóa học mình gọi là bão hòa đó. Nó bão hòa rồi, không có pha trộn được cái gì vô nữa đó. Cái bộ não nó đã bão hòa rồi, hoặc là đóng băng lại rồi. Nó sẽ không bao giờ nó tiếp thu một cái gì nữa đâu. Tại vì nó là vậy rồi. Chen xin chia sẻ chút xíu với cô chú bác và các anh chị về về bên công giáo. Tại vì hồi trước đó Chen có mấy anh chị hỏi Chen vậy nè: Chen ơi, em có hát nhạc nhạc thánh ca không? Thì Chen có trả lời là có chứ, Chen hát chứ. Tại hồi nhỏ đó Chen cũng đi giúp lễ trong nhà thờ, Chen cũng cùng với cha làm lễ và Chen hát rất là nhiều nhạc thánh ca. Tại vì Chen là một thành viên ở trong cái ca đoàn, cho nên Chen rất là thích hát nhạc thánh ca đó chứ. Khi nào mà tìm được nhạc là Chen sẽ sẵn sàng hát à. Bây giờ Chen chia sẻ với cô chú bác và các anh chị chút xíu về cái vấn đề này nghe. Ở cái làng Nazareth và Chúa Giêsu, con người vẫn còn dò dẫm trên tiến trình hiểu biết tương lai, vẫn cô đơn trên hành tinh này và sợ hãi trước sự chết. Phải xa rời thế gian là một cái khủng hoảng luôn ám ảnh trong trí não, chỉ tạm quên đi khi thân thể đang còn sinh hoạt với những nhu cầu tất bật của đời sống hàng ngày. Chúa Giêsu đã dạy bảo với Thánh John: hãy để kẻ chết chôn người chết, còn ngươi hãy đi theo ta. Đây là những cái lời trong Thánh Kinh. Với trí óc phàm phu của chúng ta thì làm sao có thể với cao tới cái triều thiên mà bàn luận về thiên tính của Chúa, ngôi lời của đấng tối cao, nhưng chỉ dám thành khẩn, mạo muội nói đến chỉ phần cách riêng nhân tính thôi. Lời dạy bảo trên đã rốt ráo cả một cái tiến trình của nhân sinh và vũ trụ. Vì theo ta là đường sáng, đường sống, không như kẻ thường nhân mãi lo toan tìm thủ đắc tận hưởng vật chất, huân tập thói hư tật xấu chứa đầy trong tấm thân, chỉ là sự vận hành của hữu cơ sẽ theo thời gian và trở thành phế vật. Và để chỉ tâm con người, Chúa đã ban công án với đám người hung nộ kết tội người đàn bà ngoại tình: ai trong các ngươi là người không có tội thì hãy cầm đá và ném người đàn bà kia đi. Với người đàn bà phạm tội ngoại tình,
Chúa đã nói với cô ta: "Ta không bắt tội bà đâu. Hãy đi đi và đừng làm tội nữa. Và từ bi thay, xin cha tha tội cho chúng vì chúng không biết việc của chúng làm." Vì thế, đã hơn 2.000 năm, Chúa vẫn ngự trên bàn thờ của từng tâm hồn, từng gia đình, con chiên, thiện lành thờ phượng Chúa. Và theo Chúa là tối hậu của hành trình đến nước trời. Dòng sông Nil đã bồi thiên khí cho toàn thể vùng đất Trung Á Đông. Một xóm làng nhỏ bé Nazareth thời bấy giờ chỉ dọn dẹn không quá 50 cái nóc nhà đơn sơ mộc mạc với một hài nhi. Giê-xu đã làm nên một thiên triều vô tiền khoáng hậu trên trái đất, là kết tinh của hơn 2.000 năm văn minh Tây Phương. Thì vì sao mà trên nhắc về cái vấn đề này thì cô chú và các anh chị cũng biết đó. Ở trong nước Việt Nam mấy ngày qua thì trên thấy có một cái đan viện Thiên An ở Thừa Thiên Huế. Thì trên có tìm hiểu được là những người này họ, trên nói cho riêng chút xíu về cái đan viện Thiên An, thì trên theo trên được thấy đó, thì những cái chia sẻ trên những cái trang công giáo đan viện Thiên An đã đang tố cáo các tổ chức cá nhân đã được sự bảo trợ của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế để đe dọa, khủng bố tinh thần và xúc phạm nghiêm trọng các đan sĩ. Thì Chen nói sơ, Chen biết được về cái trung tâm, cách cái trung tâm Huế 6 km thì tọa lạc trên đồi Thiên An, thì cái đan viện Thiên An là một trong những cái nhà thờ đã có một cái kiến trúc rất là đẹp. Thì Chen có cái hình ở đây, Chen muốn gửi đến cho cô chú bác và các anh chị coi để mình hiểu thêm. Tu viện do các tu sĩ phương Tây đã dày công khẩn quan và xây dựng từ những năm 1940. Trong những năm 40 của thế kỷ 20 thì đan viện nằm giữa cái rừng thông rộng tới 120 hecta. Thì theo như Chen tìm hiểu đó, mấy cái thông tin mạng ngày mấy ngày qua đó, thì chính quyền Thừa Thiên Huế đã từ hơn cả chục năm qua rồi đã ghi nhận những cái hành động để mà nhằm chiếm đoạt cái đất đai của cái đan viện Thiên An này, là một cái dòng tu tại đồi Thiên An ở ngoại thành của thành phố Huế. Thậm chí một cái người không biết là chức vụ gì đó, cho anh không có rõ, đã từng phải ra Hà Nội để mà kêu cứu về chuyện chính quyền đã dùng bạo lực và bất chấp luật pháp để nhằm chiếm đoạt đất đai của cái giáo xứ tại đây. Thì cô chú các anh chị thấy, cho anh mấy ngày nay cho anh thấy rõ ràng rồi. Thì một cái nhóm người, cho anh đã thấy khoảng 40 người đó đã sự bảo kê đó, gọi là sự bảo kê của chính quyền Thừa Thiên Huế đã xâm phạm cái đội thánh giá mang theo khẩu hiệu truyền đơn để mà đe dọa, khủng bố tinh thần và khủng bố cái đời sống của những người đan sĩ. Chen nói sơ về vấn đề này bởi vì cô chú và các anh chị biết không, thường thường Chen lúc mà Chen còn trong nhà thờ đó, Chen đã nghe rất là nhiều cha đã dạy cái câu nói này, và Chen cũng không nhớ nó rõ vào năm nào, nhưng mà cha hay dạy Chúa nói là phúc cho những ai không thấy mà tin. Thì thường á, thì cô chú và các anh chị, con người mình sống á, mình ưa chỉ nhìn những cái vẻ bề ngoài và mình hay bị bắt mắt hoặc là mình bị tác động mạnh về những cái hào nhoáng bên ngoài. Vì sao mà thường thường Chúa nói cái câu là phúc cho những ai không thấy mà tin? Thì Chen đã vì cái câu nói này, và từ nhỏ Chen đã hỏi những ông cha để mà giải thích tường tận cho Chen hiểu được thôi, hiểu một phần thôi cũng mừng rồi. Tại vì con người mình sống bây giờ á, mình hay chỉ quan tâm tới bề ngoài rất là nhiều, và những cái giá trị bên ngoài nó sẽ theo thời gian và nó mai một đi. Thường thường bên ở cái cuộc sống ở bên cái người bên xã hội Việt Nam á, thì để mà biết giàu hay nghèo thì họ hay nhìn cái bề ngoài lắm, giống như là họ nhìn cái bộ đồ của người đó mặc, họ nhìn cái nữ trang của họ đeo, hoặc là những cái túi hiệu đắt tiền. Thì khó có ai mà quan tâm đến những cái tính cách và đạo đức ở bên trong. Cho nên chính vì đó họ sống với vẻ bề ngoài rất là nhiều. Giống như những cái người, những cái thằng mà con ông cháu cha cũng vậy,
nó có tiền bạc cho nên nó ăn xài phung phí, nhưng mà thật sự ra trong đầu nó ngu ngốc mà rỗng tết à, chưa chắc gì mà nó vô những cái chỗ công cộng mà nó biết xếp hàng nữa. Cho nên con người mình sống á, là mình phải biết quan trọng những cái mình không nhìn thấy, chứ mình đừng có quan trọng những cái mà mình nhìn thấy. Thực ra Chen không có đủ thời gian để mà mình nói hết cái câu nói mà của Chúa nói là phúc cho những ai không thấy mà tin. Với những cái kẻ mà gọi là vô thần rồi, cô chú và các anh chị biết, khi mà muốn kết nạp vô Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì dĩ nhiên là phải là tôn giáo là không có. Tức là những cái kẻ đó là những kẻ vô thần. Còn những cái thằng mà sư quốc danh hoặc là cha quốc danh gì đó, đó là những cái thế lực ma quỷ chứ không phải là người tu hành. Tại vì Chen thấy bây giờ những thằng sư quốc danh cũng vậy, nó vô kết nạp đảng, nó cũng làm chức này chức nọ trong cái quốc hội của đảng đó, nhưng mà nó khoác cái áo thầy tu lên để nó phỉ báng Phật giáo mà thôi. Và bên bên công giáo cũng vậy, cũng có những người cha quốc danh chứ không. Cho nên đó là những cái người vô thần. Cho nên đừng có đem, chúng chỉ là giống như đội cái lớp lên, đội cái lớp nhà tu để mà phỉ báng Phật giáo mà thôi, hoặc là phỉ báng cái nền công giáo mà thôi. Cho nên nó gọi là đã vô thần rồi thì dĩ nhiên nó sẽ không có tin vào thần Phật. Và theo như cái suy nghĩ của Chen á, không phải mình tin thần Phật là mình tin dị đoan. Mình không có tin theo cái khía cạnh dị đoan, tức là không phải như là mình đang đói bụng đi, rồi mình ngồi mình cầu trời khấn Phật để mình có một chén cơm để mình ăn, là chuyện đó là không có. Mình không có tin thần Phật theo cái kiểu như vậy, tức là mình đang thiếu thốn cái gì đó, mình cứ ngồi mình cầu để được cái đó là vô lý, là không đúng. Nhưng mà khi mà mình tin vào thần Phật để chi vậy, mình sống có tín ngưỡng để mình đừng làm điều ác, để mình tin vào nhân quả, để mình sống cái kiếp người của mình cho trọn vẹn, cho tốt. Bởi vì tất cả những cái tội lỗi và những cái suy nghĩ ở bên trong của mình, những cái phẩm chất thật sự con người mình, nó ẩn bên trong, nó không có lộ ra ngoài. Cho nên những cái đó mình không nhìn thấy được, mà cái đó là mấy cái là cái quý giá nhất của một con người, tức là cái phẩm hạnh ở bên trong của mình, chứ không phải là cái bề ngoài. Cho nên phúc cho những ai không thấy mà tin, tin những cái không nhìn thấy được, đó là những cái nhân quả, những cái tốt xấu của một con người tạo ra. Cho nên cô chú anh chị thấy không, khi mà những cái bọn mà nó cố tình cố ý nó phá chùa phá nhà thờ, nó đập bể tượng Phật hay là đập bể tượng Đức Mẹ hay Chúa Giêsu gì đó, thì cô chú các anh chị nghĩ đi, đó là những kẻ là ma quỷ chứ không phải là con người. Nó không có, nó là vô thần, nó chỉ thờ ma quỷ mà thôi. Cho nên nó không có tin vào những cái giống như là Đức Phật hoặc là Chúa hay là Đức Mẹ, không có cái lòng tin đó. Cho nên chúng sống đã mất cả, nói chung là mất cả cái linh hồn đã bán cho quỷ rồi. Cha nó thấy rõ rồi, bên Trung Cộng cũng vậy, chúng cũng đàn áp tôn giáo, rồi chúng đập phá nhà thờ, phá chùa chiền, rồi đập bể những cái tượng tượng Phật, tượng của Mẹ Quan Âm này nọ đó, rất là nhiều. Bây giờ bên Việt Nam nó cũng vậy thôi. Bây giờ những cái thầy tu khoác áo lên chỉ là phá hoại cái Phật giáo thôi, phá hoại nền tôn giáo để phỉ báng Phật giáo. Đây là một cái thời kỳ phải nói là Chen cũng nhận thấy được là ma quỷ rất là mạnh. Nhưng mà cô chú anh chị biết không, khi mà nói tới những cái vấn đề tín ngưỡng á, mình chỉ nói riêng về Việt Nam thôi, thì theo như Chen tìm hiểu á, cái điều 24 ở trong luật hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó, rõ ràng là ghi là mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, muốn theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Cái câu này thật sự là rất là đúng. Chúng ăn cắp hay sao á, giống giống y như là trong cái hiến pháp mà trong cái luật của bên bên những cái nước mà từ nước dân chủ văn minh, nó cũng có những câu này. Chen nghĩ là nó ăn cắp nó đem về thôi, chứ nó chẳng có thực hành theo như vậy. Nó nói rất là hay, nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Chen đọc rõ lại nha, nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Nhưng mà cô chú và các anh chị thấy không, rõ ràng là trong luật hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nó đã ghi rõ như vậy. Nhưng mà rõ ràng cái chế độ này là một cái chế độ lừa bịp, tức là trong một cái cuốn luật hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó, nếu mà cô chú bác và các anh chị tìm hiểu được thì thấy nó ghi rất là hay, tất cả những quyền công dân đều có trong đó hết. Nhưng mà lúc làm thì nó làm không làm như vậy, cho nên rõ ràng là nó đang đàn áp, nó đang bắt bớ, nó đang phỉ báng rất là nhiều những cái tư tín ngưỡng tôn giáo của những cái người mà họ tin vào những cái thượng đế, hoặc là tin vào những cái thần Phật. Thật sự là con người không có quyền,
rõ ràng là nó đã xâm phạm, nó đang xâm phạm những cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người ta. Nhưng mà trong cái hiến pháp nó ghi rõ, nó không được, không ai được xâm phạm, nhà nước tôn trọng và bảo hộ. Đó cô chú và các anh chị thấy không? Bây giờ chính nó, chính nhà nước đã đi đàn áp, chính cái bọn chính quyền đi đàn áp. Nhưng mà lúc đó ghi, nó ghi ở trong hiến pháp thì rất là giỏi, nó ghi thôi, nó ghi như vậy thôi, nhưng mà nó làm ngược lại. Cho nên đó là cái bản chất thật của cái chế độ này. Cho nên từ từ con người sẽ nhìn ra được, và tới một lúc nào đó thì nó phải bị diệt là như vậy đó. Cho nó thật là như vậy đó. Đây là những cái kẻ là vô thần, những cái là cái thế lực ma quỷ gì đâu, tối ngày chỉ đi phá những cái tôn giáo này nọ, cũng vì chiếm đất chiếm lợi này nọ. Cho nên nói thiệt là cho anh rất là ghê tởm cái chế độ này. Cho anh thấy nhiều khi những người dân mà những người chính nghĩa đó, họ sống và giống như họ bị kìm nén cái sự cái oan ức, họ căm phẫn lắm, mà họ ráng họ chờ cái ngày đó. Chứ cho anh thấy rõ rồi, khủng khiếp, một cái chế độ khủng khiếp. Nhưng mà nhiều người vẫn lầm đó là một cái chế độ rất là tươi sáng, đảng nó cho ta một mùa xuân, nói chung là rất là hay. Thì không sao, cứ để như vậy. Nè, đây là một cái hình ảnh mà Trang cho cô chú anh chị coi nè, mà mấy bữa trước Trang thấy ông Phúc Niễn á, có đưa lên một cái vấn đề là chưa bao giờ mà hình ảnh của những người cán bộ là công an đâu gần gũi với người dân như vậy. Cô chú anh chị thấy không, một cái thằng mà cảnh sát giao thông nó đưa một cụ già qua đường, thì hai bên đây ba bốn thằng nó đã ngồi sẵn chụp hình, nó đóng kịch thôi, nó đem những cái tấm hình này lên báo, nó nói là chưa bao giờ những cái người mà công an này nọ mà gần gũi dân như vậy đó. Cô chú anh chị thấy không, không có tin được cái gì. Và đây là một cái nữa xin cho cô chú anh chị coi, rất là thân với người dân, rất là thân. Này là mình đang coi áo vàng nha, bây giờ mình coi cái áo xanh. Trang sẽ gửi cho cô chú bác anh chị coi áo xanh nè. Cô chú và các anh chị biết không, Trang nghe được cái lời của cái bà bán cam này á, bà chỉ gian xin thôi. Bà gian xin là thôi được rồi, đừng có làm ơn đi mà, đừng có lấy cái tôi. Trang nghe được sơ sơ là như vậy. Thì Trang không biết cô chú bác các anh chị nghe rõ hay không. Thì Trang nghe sơ là vậy, nhưng mà cô chú bác anh chị thấy không? Cái vấn đề á là những cái người mà không hiểu được á, họ nhìn vô những hình ảnh này á, thì họ có thể nói là đáng đời cái bà đó, ai biểu là đi bán hàng rong. Phải không? Là vi phạm cái luật lệ gì của tụi nó đó. Nhưng mà nếu một người hiểu được á, hiểu được cái tình trạng thực tế của cái xã hội này đó, là tại sao họ lại đi bán, tại vì họ nghèo, họ phải đi làm để kiếm tiền, họ tìm cái kế sinh nhai của họ, họ làm những chuyện này rất là lương thiện, họ đi bán hàng rong để kiếm tiền sống mà thôi. Nhưng mà cô chú và các anh chị thấy không, thay vì những cái bọn lãnh đạo nó nhìn những hình ảnh này á, nó tạo công ăn chuyện làm, hay nó để cho người dân thoát nghèo đi, đừng nghèo nữa thì đâu có ai bán hàng rong nữa. Nhưng mà nó không có nghĩ vậy, nó chỉ nghĩ là tao mặc áo xanh áo vàng thì tao ra tao đàn áp, tao bắt bớ, tao tịch thu những cái đồ của những người nghèo này đi bán. Cho nên Trang thấy rất là phẫn nộ, rất là tội những cái người này. Đó là cái cách sống của một cái chế độ xã hội chủ nghĩa là như vậy đó. Chúng ăn trên ngồi dưới mà chúng không nhìn tới người dân, chúng chỉ hiếp đáp người dân là giỏi thôi. Thì cô chú bác thì các anh chị còn nghe Trang rõ không vậy? Trang thấy im ru à, cái Trang cũng lo.
Thì xin kể cho cô chú bác các anh chị nghe câu chuyện vui. Câu chuyện có cái tựa là Cách một cây số. Vào cuối năm thì Lào với Campuchia cùng quốc gia hình con lãi. Quốc gia hình con lãi là cô chú bác các anh chị biết quốc gia nào rồi ha. Xứ Đông Lào cử các những cái tham tấn viên lên gặp Ngọc Hoàng. Sau khi báo cáo tình hình năm qua và được Ngọc Hoàng cho đặt một câu hỏi, nước Lào hỏi đầu tiên: bao giờ nước Lào của con mới phát triển thành con rồng châu Á? Ngọc Hoàng trả lời. Ông Ngọc Hoàng trả lời ngay, không cần suy nghĩ gì hết: nước con hả? 50 năm nữa mới được con à. Tiếp theo thì thằng Campuchia nó hỏi: còn nước con thì sao thưa Ngọc Hoàng? Ngọc Hoàng nói: 100 năm nữa đi con à. Đến lượt cái xứ Đông Lào, một cái đất nước cái có cái bản đồ hình con lãi, cũng đặt cái câu hỏi tương tự. Ngọc Hoàng sau khi xem xét tình hình thu ngân sách 5 năm qua, thuế phí, GDP, những cái báo cáo, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: xứ của con chỉ cách một cây số nữa thôi. Nghe như vậy mừng quá, những thằng cán bộ nó mừng quá, nhưng cũng không quên thắc mắc: một cây số là sao thưa Ngọc Hoàng? Con chưa có hiểu lắm. Ngọc Hoàng mới giải thích: thì cứ 5 năm thì con đại hội một lần. Mỗi lần đại hội, những cái thằng lãnh đạo của con nó báo cáo cho ta là trong 5 năm qua, với một chiến lược phát triển đúng đắn, xứ ta đã có thêm một bước tiến mới. Thế 5 năm xứ con tiến được một bước, thì một cây số là bao nhiêu bước? Con cứ nhân lên là biết con ạ. Lý do vì sao mà 5 năm con tiến được một bước mới là như vậy đây? Ta đưa hình cho coi. Bởi vì mỗi lần cứ 5 năm thì họp đại hội một lần, mỗi một lần báo cáo là tiến được một bước. Như vậy thì một cây số, một cây số nữa thì con sẽ thành con rồng châu Á. Con cứ nhân lên đi ha. Cô chú các anh chị thấy rõ hình không? Đó là một câu chuyện vui, nhưng mà nó vui, nhưng mà nó rất là đúng, chứ không phải không. Em sẽ nói một chút xíu nữa cho cô chú các anh chị về cái điều này. Cũng là một câu chuyện vui, chứ không phải không vui. Có một cái nhóm ăn cướp kết nghĩa huynh đệ. Nó nhờ cái thằng đại ca đã từng là kẻ thù ngàn năm của gia đình nó, đã cướp đất và giết hại nhà thằng anh em ruột. Cướp được thì sợ con cháu nó biết, thế là ngậm bồ hòn với thằng đại ca. Đại ca nói gì nó nghe đó. Đại ca kêu đưa vợ cho nó hiếp thì nó cũng đưa luôn. Đại ca kêu đưa đất, đưa nhà, nó cũng đưa luôn. Tuyệt đối nó không phản kháng gì đó với đại ca của nó nửa lời hết á. Cao tay lắm là nó chỉ nó lên nó nói là rất quan ngại thôi. Con cháu nó thấy bất công, bảo sao dòng họ nhà mình cứ bị ăn hiếp mãi. Thì nó bảo con cháu nó là phản động. Nó bắt nó bắt bỏ vô chuồng, hoặc là nó đánh, nó giết. Có thể ở một tương lai không xa, nhà của nó sẽ bị thằng đại ca lấy luôn. Cái đám con cháu cũng không được biết. Dòng họ nhà nó sẽ làm nô lệ cho thằng đại ca của nó. Nhưng nếu xảy ra chuyện như thế thì nó vẫn cứ phải ngạo nghễ, nó vẫn quang vinh muôn năm. Bác của nó sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ai cũng bảo nó sai này sai nọ, nhưng từ sâu trong gốc rễ thì nó đã sai ngay cái từ khi nó bắt đầu với cái thằng đại ca của nó. Hoặc có thể là nó không đáng được sinh ra. Dòng họ của nó thật bất hạnh khi có một thằng quái thai như nó. Biết đâu đó nhờ ơn nó mà cả dòng họ nó sẽ bị diệt vong bây giờ. Đây là một cái câu chuyện rất là hay. Trên mong là cô chú bác sẽ hiểu được cái nội dung của cái câu chuyện này của anh Nguyễn Phong. Anh có đăng lên cái trang Facebook của anh á. Vậy chẳng đây trên cảm ơn một cái bài này.
Tại vì Trang biết là các anh này đang sống ở trong nước, cho nên ha khó mà có thể nói ra được. Chứ nếu mà gặp mà Trang, mà Trang giết là Trang giết giết quạch tẹt ra được luôn. Cô chú và các anh chị có nhìn thấy cái hình ảnh này bao giờ chưa? Đối với Trang thì Trang thấy rất là tội nghiệp, và Trang chia sẻ cho cô chú bác anh chị coi nè. Người cha chở con đi nhặt rác, đó là người cha đơn thân vẫn ngày ngày cõng con trên lưng, lái chiếc xe đạp cà tàng đi nhặt rác mưu sinh. Những người dân sống ở khu vực Long Biên, Hà Nội hẳn đều biết đó là người cha yêu thương con nhất thế gian. Cho dù cuộc sống chẳng dễ dàng, nhưng người cha ấy vẫn tần tảo điệu con trên lưng như hình với bóng. Ban ngày là cuộc hành trình trên các nẻo đường Hà Nội, ban đêm lại cùng con trở về cái gian nhà, nhà trọ rất là ọp ẹp. Hai cha con nương tựa nhau, nhờ có tình thương yêu mà vượt qua giông bão của cuộc đời. Đây là một cái tấm ảnh mà Chen đã tình cờ thấy được người cha điệu con nhặt rác giữa lòng Hà Nội. Cho nên cô chú và các anh chị biết không, thật sự ra đó, những cái người mà họ đang sống êm ấm á, họ có ăn có mặc á, thì ít có khi nào họ nhìn tới những người nghèo, cho nên họ không có hiểu được cái nỗi khổ của những người nghèo là như vậy đó. Cho nên nói sao mà khi mình nói ra thì họ nói mình là phản động này nọ, phải không? Nhưng mà họ không có nhìn cái thực tế và họ không thấy được cái xã hội nó là như vậy đó. Thì còn chút ít thời gian, không nhận thời gian qua nhanh thiệt á, Trang cũng không ngờ nó trôi nhanh thiệt. Trang sẽ chia sẻ một chút xíu về tâm linh nữa. Hồi nãy là Trang có nhắc về Chúa rồi, và để Trang nói về cái này luôn, xong rồi Trang sẽ hát một cái bài thánh ca rất là hay để cho cô chú bác các anh chị nghe. Trang sẽ nói về Đức Phật một chút xíu. Thì có một cái đệ tử cất tiếng hỏi Đức Phật, hỏi như vậy: Thưa Đức Thế Tôn, Ngài có đầy thần thông và từ bi, cớ sao trên đời vẫn còn quá nhiều nhiều chúng sanh khổ vậy? Đức Phật mới thoáng nhìn người đệ tử mỉm cười đầy từ bi và ôn tồn giảng: Ta dẫu có thần thông lớn ngần nào, nhưng cũng có bốn điều ta vẫn không thể làm được. Các đệ tử rất là băn khoăn: Thưa Đức Thế Tôn, đó là những điều gì vậy? Đức Phật trầm ngâm một hồi: Bốn điều ấy chính là: Thứ nhất, nhân quả không thể đổi thay, người gieo nhân nào thì gặt quả đó, không ai có thể nhận thay cả. Thứ hai, trí tuệ không ai có thể cho ai, muốn có đều phải tự mình tu học. Thứ ba, Phật pháp không thể diễn tả, chỉ có thể dựa vào ngộ mà đắc được. Thứ tư, không có nhân duyên thì không thể độ, người không có duyên thì không bao giờ nghe được những lời ta giảng. Sau đó các Đức Phật nghe, các đệ tử nghe xong ai nấy cũng đều bừng tỉnh ngộ. Trên đời có rất nhiều việc ta không cưỡng cầu, tất cả chỉ có thể dựa vào một chữ duyên, mà duyên thôi chưa đủ. Duyên đủ thì duyên không đủ thì không thể gặp, phận không có thì làm sao có thể ép buộc được. Đời người chỉ là một cái giấc mộng, mộng tàn rồi thì ảo ảnh cũng vụt tan. Nhân sinh chẳng qua chỉ là một trường mộng ảo, người với người gặp gỡ chẳng phải cũng chỉ vì chữ kết duyên từ muôn vạn kiếp đó sao? Duyên phận không phải cầu là đến, không phải muốn là được, chỉ là bạn có đủ thành tín hay không, có đủ thiện lương hay không, có đủ phúc phận hay không mà thôi. Cũng giống như trời mưa tuy rất là lớn, nhưng cái cây không có rễ thì khó mà thấm nước. Cửa Phật tuy rất rộng, nhưng chẳng thể nào độ được người vô duyên. Trên chia sẻ cái đoạn, một cái đoạn trong cái những cái cuốn sách của về về cuộc đời của Đức Phật đó. Trên cũng đã từng coi cái bộ phim này rồi. Thì thật sự với cô chú và các anh chị đó, có một cái câu cuối cùng mà Jen muốn chia sẻ với cô chú và anh chị là: Đức Phật nói cái người không có duyên á thì khó mà độ. Thì khi mà mình suy nghĩ sâu xa hơn một chút thì Jen nhận thấy thật sự quả là một cái chân lý, là tại sao có những người khi họ đã cố tình không hiểu rồi, họ cố tình không muốn nghe về vấn đề đó, họ đã cố chấp rồi. Mình nói về cái nghĩa đen trước, là có những người họ đứng trước mặt mình luôn á, mà mình nói sự thật cho họ, họ vẫn nói là không phải.
Cho nên người ta nói là Đức Phật nói người không có duyên thì ta không có độ được. Là tại vì khi mà mình, người đó đã cố tình đã không có nghe và chịu sửa, thì tất cả những gì mình nói đối với họ cũng như là nước đổ lá môn mà thôi. Và người không có duyên thì sẽ khó mà hiểu được những cái gì Đức Phật nói. Bởi vì có nói xong, hoặc là mình càng ngồi nói nhiều thì người ta sẽ cũng nói mình ngược lại là tôi không hiểu, giống khùng quá vậy, nói gì giống khùng quá vậy, tôi không có hiểu mấy cái này, cao siêu quá tôi không hiểu. Thì Đức Phật nói đúng, người không có duyên thì khó mà độ được. Cho nên mình càng nói cái gì họ đã cố tình không hiểu, họ đã gọi là cố chấp rồi, cố tình không hiểu, không nghe, không muốn thay đổi, không muốn sửa, thì rõ ràng cái người đó với mình là hai cái trạng thái hoàn toàn khác nhau. Cho nên đối với những người đã cố tình cố chấp không nghe rồi thì mình cũng không nên nói nữa. Và Chen là một cái người lúc đầu Chen sẵn sàng nói để mà mình với người đó có thể xây dựng lẫn nhau để tiến lên là một cái người sống tốt. Nhưng mà mình đã thấy rõ một lần, hai lần, ba lần, nhưng người đó vẫn cố tình cố chấp không muốn nghe và không muốn sửa thì là xong rồi, mình không cần tiếp tục phải cố gắng nữa. Tại vì những người đó với mình là hai trạng thái khác nhau hoàn toàn. Và Chen là một người như vậy. Chen nói cái gì, Chen sẵn sàng chia sẻ với những người mà họ đang có nỗi khổ, mình sẵn sàng chia sẻ với họ. Nhưng khi mà mình đã thấy họ không thể nào thay đổi được rồi thì là xong. Và Chen sẽ không có nhìn tới nữa, bởi vì không thể nào được. Giống như là không có duyên, Đức Phật nói không duyên là không bao giờ độ được. Giống như một cái cây, dù cho mưa lớn cỡ nào nhưng bộ rễ không có thì không bao giờ có chữ thấm nước ở trong đó. Cho nên cô chú và các anh chị sẽ hiểu một chút xíu. Nhiều khi mình sống, mình nói là mình không phải tin gì đoan, nhưng mà mình tin vào trời Phật để mình sống, mình biết nhân biết quả, mình sống tốt mà thôi. Bây giờ Chen sẽ hát để tặng cô chú bác và các anh chị một cái bài thánh ca rất là hay. Và Chen cũng mới vừa nghe và học thôi, một sáng tác của linh mục Trần Tuấn, cái tựa bài hát là Lặng. Thì Chen mời cô chú bác và các anh chị nghe cái bài hát này nghe. Trong lòng ta lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày qua. Lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh. Thánh giá Chúa đang giang tay lặng im, từ trên thánh giá Chúa có nghe con nài van. Vì sao Chúa ơi cứ như vô tình không nghe, lòng con sắt xe ôm nỗi đau riêng Ngài ơi. Vì sao Chúa ơi, Ngài đành mặc bỏ con về sâu. Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ. Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh. Nhận bao hy sinh, đau thương như Chúa trên thập.
tâm hồn ta, lặng để nghe Chúa nói. Thánh giá ta mang vì ai, lặng để nghe Chúa khóc khi ta vô tình quay đi. Nhiều khi vẫn nghĩ ơn Chúa trên bao ngày qua. Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta, lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau, lặng để ta thấy Chúa xót chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên con có hay đâu Ngài ơi. Vì sao Chúa bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình. Hồi nãy giờ á, Chanh nói cô chú bác anh chị nãy giờ Chanh lo nói đó, rồi Chanh quên có coi những cái comment. Thì hôm nay Chanh không biết sao có rất là nhiều người ăn nói rất là lạ, nhưng mà Chanh nói thật là Chanh sẽ lock những cái người này, và Chanh không có muốn, tức là họ làm phiền tới những cô chú bác và các anh chị. Cho nên Chanh dành mấy phút ra để Chanh cho những người này đi ra cái đã. Thật sự xin lỗi cô chú bác các anh chị là những cái người này vô làm phiền mọi người rất là nhiều. Những người này là những cái người mà Chanh nói hết thuốc chữa đó. Cô chú bác và các anh chị, thật sự ra theo như cái sự hiểu biết mà nhỏ nhoi của Chanh á, Chanh biết được á, thật sự ra cả đời mình sống mình đã gây tội lỗi rất là nhiều. Tội nghiệp của mình là chất như núi. Mà tại vì có khi mình không có biết. Mình không biết là mình đã gây tội. Tức là những cái người mình, Chen thường nói là không ai hoàn hảo hết á. Con người mình sanh ra là đã mắc tội rồi. Mình có tội mình mới xuống làm cái kiếp người. Chứ mình nếu mà không có tội thì mình đã về những thế giới khác mình ở rồi, sướng rồi. Chứ không phải xuống làm con người đâu. Nhưng mà cô chú và các anh chị biết không, có những người họ gọi là trầm luân á, tức là nghiệp chồng chất, nghiệp nặng, nghiệp nhẹ nó chồng chất từ kiếp này qua kiếp nọ. Và Chen là một cái người sống rất là sợ cái đó. Bởi vì Chen không có muốn tạo nghiệp để mà mình phải bị trầm luân từ kiếp này qua kiếp nọ. Nhưng mà đối với những cái người họ đã bất chấp rồi, họ không có biết thế nào là tội, thế nào là lỗi, thế nào là đúng, thế nào là sai, thì coi như đáng lẽ ra đó, thì Chen thật sự Chen rất là tội nghiệp cho những cái người đó. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi vẫn sẽ bị trầm luân như vậy. Ngay cả bản thân mình, Chen cũng rất là sợ. Một ngày, mỗi ngày sống, mình sợ mình làm lỗi, mình làm sai. Nhưng mà không ai hoàn hảo hết á. Mình có thể là mình làm sai, nhưng mà mình phải biết sửa nó. Chứ không phải mình làm sai mà mình vẫn tiếp tục mình làm hoài, thì đó là rõ ràng mình đã tự rước cái nghiệp tội vô bản thân của mình, thì không ai cứu được mình cả. Cho nên Chen thường nói tự bản thân mình cứu mình thôi. Và Chen đã nhìn thấy rõ cái kiếp đời, cái kiếp sống này, cái cuộc đời này, thì bao nhiêu người đã chết mình nhìn thấy rồi, họ đâu có đem theo được cái gì. Nhưng mà những cái tội nghiệp không có nhìn thấy bằng mắt thường, và ai cũng phải trả hết á. Không có một người nào có thể thoát được một cái luật nhân quả hết á. Cho nên sống
mà vẫn cứ tiếp tục làm bậy. Giống như trên có đọc cái câu chuyện Thượng Đế tạo ra cho con người cái miệng, cái môi, cái lưỡi rất là mềm mại. Tại sao cái môi, cái lưỡi rất là mềm mại? Là tại vì hãy nói những cái lời nghe cho nó đúng. Hãy nói, nếu mà mình nói sai, mình sẵn sàng sửa. Chứ mình đừng dùng cái miệng, cái lưỡi của mình để mình nói ra những cái lời rất là thâm độc, rất là sâu hiểm, để mà mình đi phỉ báng, mình đi hại, hãm hại những cái người khác. Thì thật sự đó là một cái tội lỗi rất là nặng. Và Chen nói với cô chú bác và các anh chị, vì sao mà mình Chen lên Chen nói, lúc mà Chen nói về cộng sản là nhiều khi Chen hung dữ lên là như vậy? Tại vì những cái loài ma quỷ nó rất là độc ác, nó chỉ hãm hại con người, nó đưa con người vô địa ngục không à, cũng như giống nó vậy đó. Cho nên mình không bao giờ tiếp tay cho cái thế lực đó được. Con người mình sống, mình cần phải theo cái con đường chính nghĩa. Dù có nghèo, cái thân phận bây giờ Chen cũng không có giàu, Chen là một người nghèo. Nhưng mà mình đừng có nghèo về nhân cách. Tại vì nghèo tiền, nghèo bạc không có sao, nhưng mà nghèo về nhân cách là một cái nghèo đó rất là thống khổ. Và không có ai hoàn hảo đó, người nào cũng phải tự học, tự sửa hết đó. Bản thân Chen cũng vậy, Chen ngồi đây, Chen chia sẻ với cô, chú bác và các anh chị. Nhưng mà Chen đồng thời cũng nghe những cái ý kiến, những cái comment của cô, chú bác và các anh chị nhắn cho Chen, để Chen tự sửa đổi mình, để mình cùng nhau mình học. Mình cùng nhau mình học để mình mới tiến bộ lên những cái tốt đẹp, những cái giá trị của con người mới được. Chứ không phải là mình lên mình ngồi đây, rồi những cái kẻ đã không hiểu gì hết vào chửi qua chửi lại, rốt cuộc rồi không biết gì cái gì. Và những người đó chắc chắn không bao giờ chạy thoát được những cái tội nghiệp mà họ đã làm. Cho nên Chen thường á, Chen ít có khi nào quan tâm tới những cái người đã gọi là hết thuốc chữa rồi. Thì thôi, mình đừng có quan tâm. Và Chen chỉ thấy là họ phiền cô chú bác quá nhiều. Khi họ vào diễn đàn của những người khác, Họ chỉ tìm cách phá hoại, họ nói tục tiểu, chứ không có giúp ích được gì cho con người. Thí dụ như các bạn đó có thể phản bác lại ý kiến của người khác, cứ nói lên chính kiến của mình. Cô nói về lịch sử cái đó không đúng, cái này mới đúng nè. Thì hãy góp ý và xây dựng nhau đi. Nếu mà là những người có học thức, là những người tự cho mình đang sống ở một cái thế giới, một cái xã hội thiên đường, thì mình hãy thổ lộ ra cái đạo đức của mình đi. Thay vì không ngồi góp ý xây dựng để học ra những cái đúng cái hay, thì lại nhào vô là chửi người khác, chửi những cô chú bác ở trong diễn đàn này luôn. Thì những người đó các bạn là gì? Các bạn đang đại diện cho cái thế lực gì? Nghe cách các bạn phát biểu ra cũng biết được các bạn là thuộc cái thế lực gì rồi. Cho nên hãy tự mà xấu hổ với bản thân của mình, với lương tâm của mình. Các bạn đã không chịu nghe, không chịu học, cũng không chịu góp ý để xây dựng. Nếu mà người khác nói cái gì không đúng, các bạn cứ việc đem chính kiến của mình ra. Mình là con người, mình có quyền nói lên chính kiến của mình, để mà cùng nhau sửa đổi mới phải. Cho nên cô chú bác và các anh chị thấy con người của mình nó tội lỗi rất là nhiều, tội nghiệp rất là nhiều, nhưng mà không bao giờ nhận ra được. Cho nên cứ lặng ngụp hoài, từ kiếp này qua kiếp nọ là như vậy đó. Kiếp này làm người chưa chắc gì kiếp sau làm người. Kiếp sau có thể là vô bụng của con heo, con gà, con vịt. Nó là như vậy á. Nhưng mấy ai hiểu được. Chen sợ lắm. Nhưng mà có những người họ không có sợ, mà đối với Chen là Chen sợ. Cho nên á, Chen ngồi đây nói một cái sự hiểu biết rất là nhỏ nhoi của bản thân của mình. Tại vì cái tuổi đời của Chen so với cô chú bác và các anh chị không bằng được 1/3, thì làm sao Chen hiểu hết được. Cho nên Chen nhờ những cô chú bác lớn tuổi, những người đi trước, hãy góp ý kiến để xây dựng, rồi những người trẻ khác họ nghe được nữa. Thì rõ ràng chúng ta đã có một cái cộng đồng rất là gọi là mình rất là vững mạnh, và mình biết cái nào tốt, cái nào xấu. Nó sẽ thành rất là hay, giống như một cái gia đình đó. Nhưng mà có những người họ không có nghĩ như vậy. Còn đối với bản thân Chen ngồi đây, nhưng mà Chen đang học cô chú bác các anh chị rất là nhiều. Thường thường á, Chen livestream xong á là Chen ưa đọc những cái lời chỉ dạy, hoặc là những cái lời comment, những cái ý kiến đóng góp của cô chú bác và các anh chị, chứ không phải không. Và Chen cảm thấy chỗ nào mình sai và Chen sửa. Cái đó, con người của mình là như vậy, mình phải biết sửa, biết học, chứ không phải mình nhào vô mình cho mình hay, mình chửi người khác.
nếu mình hay mình giỏi thì hãy đưa ý kiến của mình lên để người khác cùng tiếp thu, cùng nhau học mới phải. Cho nên Chen nói Chen là một người rất là thẳng thắn, Chen có sao thì Chen nói như vậy. Cho nên những người mà đã rõ ràng đã có một cái tư cách không có đáng được người khác coi trọng thì hãy tự coi lại mình. Vì sao người khác không coi trọng mình? Bởi vì cái thái độ, cái tư cách của mình, cái lời văn tục tiểu của mình đã làm cho người khác coi thường mình là như vậy. Chen bữa nay là Chen quá trời thời gian luôn. Chen nhìn lại là cũng khuya luôn rồi. Thì Chen sẽ hát cho cô chú bác một cái bài, một cái bài nữa, rồi mình phải chia tay tạm biệt ở đây. Rồi tới thứ thứ ba Chen sẽ gặp lại cô chú bác và các anh chị. Thì Chen mong là như vậy nè. Cái tinh thần là cứ nếu mà Chen livestream trên cái trang nào thì Chen nhờ cô chú bác và các anh chị hãy share cho những người khác cùng biết. Chứ theo cái tình hình này thì cô chú bác và các anh chị thấy đó, nói thật ra là tụi Việt Cộng thì nó hèn lắm. Mà Chen nói cho cô chú bác anh chị biết, thật sự cái tụi nó cũng không phải là đa số là bên Việt Nam đâu. Có những cái thế lực mà gọi là Việt Cộng nằm vùng ở đây nè đó. Chúng ta cũng tiếp tay, cũng đánh phá rất là nhiều, chứ không phải nói về bên Việt Nam không đâu. Chen đang nhìn cái Chen thấy cái comment. Dạ cảm ơn bác ba, cái bác ba Nguyễn gì nè, cảm ơn bác nha. Dạ con xin chào bác. Dạ cũng là những cái người mà gọi là đầu hai thứ tóc, nhưng mà tới giờ này cũng chưa bao giờ nhận ra được một cái gì gọi là cái đích thực hết. Tới giờ này vẫn bị gọi là, tại vì thật sự ra cái chế độ này nó tàn ác, nó đã tẩy não rồi. Cho nên con người khó mà rút ra được lắm. Chen nói cho cô chú với anh chị thấy để ý, khó mà sửa đổi được lắm, khó lắm. Bao nhiêu năm nay chúng nó mị dân, nó ăn sâu vô cái bộ não của con người rồi. Đó, cho nên đó là một cái chế độ rất là tàn ác. Hồi nãy Chen có hát cái bài Chúng Đi Buôn rồi, mà Chen cũng hát Xin Hãy Làm Ánh Đuốc rồi. Chen không biết là Chen tạm biệt cô chú bác thì các anh chị bằng cái bài hát nào nữa. Có một bài hát này cũng hay, cái tên là nghe hay rồi, Con Đường Mang Tên Em. Thì không biết là cô chú bác các anh chị muốn nghe cái bài đó không. Cái bài này Chen chưa hát bao giờ, Con Đường Mang Tên Em nghe hay quá ha. Thôi mình hát cái bài này đi. Lại chuyện hai chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề, đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên, rồi thời gian qua lối chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng
chuyện hai chúng qua lối này khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài vì đời nên ra mắt dài nhân cho đời nghe buồn ra lúc nở thiệt với cô chú bác anh chị này nghe. Bữa nay á thì Trinh biết là cái chương trình nó dài á, cho nên hồi nãy Trinh có tính là chia làm hai á. Trinh rất là tội nghiệp cô chú bác và các anh chị, những cái người ngồi với Trinh rất là lâu. Thì thật sự Trinh ngồi ở đây đang cái mùa hè á, mà khi mà Trinh mở máy lạnh á thì nghe tiếng ù ù ở trong cái micro á, cho nên Trinh phải tắt máy lạnh. Cho nên nhiều khi Trinh ngồi đây á, bây giờ Trinh giống như là chảy mỡ rồi đổ mồ hôi nóng á, nó nóng á. Thì nhưng mà Trinh thương cô chú bác và các anh chị lắm, cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ Trinh sẽ tặng cho những cái người những người anh chị nào đang yêu ha, những cô chú bác đang có cặp có đôi, một cái bài hát này rất là hay. Để trước khi Trinh tạm biệt những cô chú bác anh chị nào đang yêu nhau, những cặp đôi đó nha. Còn những người cô đơn á thì giống Trinh thì không có sao, thì giống Trinh đang có một mình đây thôi, cũng đâu có sao đâu nè. Nhưng mà khi mà mình dành những cái tình cảm của mình tới cho những cặp đôi, cô chú bác, không có đừng có khe là tuổi lớn hay là tuổi nhỏ gì ấy. Cứ yêu đi, yêu thiệt là nhiều. Rồi các anh chị hãy yêu nhau thật là nhiều. Một cái bài này nổi tiếng lắm rồi, ngày xưa tới giờ Trinh nghe cha mẹ của Trinh hát hoài à. Nên bây giờ Trinh hát tặng cho cô chú bác và các anh chị, Trinh chưa hát lần nào nha cái bài này. Cái bài Lâu Đài Tình Ái. Thì trước khi Trinh tạm biệt, Trinh sẽ tặng cho cô chú bác bài này. Trinh chúc là Trinh muốn, Trinh rất là mong muốn là cô chú bác các anh chị, những người đang có cặp có đôi với nhau, hãy yêu thương nhau thật là nhiều nghe. Bây giờ mình nghe cái bài này nghe. Cái bài này sáng tác của Trần Thiện Thanh á. Mây kế thành lâu đài, đợi cho một đêm
chẳng nào tới. Đời chiều vàng hồn trên làn tóc, đời một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Thành vương miền giang khai lễ đăng quang vũ trụ trong đời, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần, em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hòa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận buồn trời tình nhân chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời tình nhân chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ấy, đón hai đứa chúng ta mà. Anh vừa nói vụ mà cặp đôi với cái vụ lẻ loi thì có quá, thì anh nói anh cũng đang lẻ loi nè. Dạ thì lẻ loi thì vô đội của cha anh thôi chứ làm sao giờ. Cái gì cũng phải lập lên một cái đội chứ. Ta nói là đấu tranh chiến đấu phải có đồng đội, có cặp thì cũng có đồng đội, lẻ loi thì cũng phải có đồng đội chứ. Để lẻ loi tức là cô đơn đó, tới những người đang ế đó, thì bây giờ mình cứ vô đội ế đi, lập đội ế có sao đâu, còn vui nữa à. Không chừng cái đội ế nó hoạt động còn mạnh dữ
Trên rất là cảm ơn cô chú bác bữa nay đã mà theo dõi trên một cái mấy tiếng đồng hồ như vậy luôn. Thì trên ngồi đây thật sự ra nhìn trên nè, cái mặt trên nó bóng lưỡng à, tức là nó gọi là chảy mỡ đó. Tại vì nóng quá mà không mỡ mới lạnh được, mỡ thì nó ù ù, cô chú bác nghe không được, cho nên vui lắm. Ngồi đây vậy mấy tiếng đồng hồ mà thấy chưa có đủ nữa, nhưng mà phải tạm biệt cô chú bác các anh chị để cho mọi người đi ngủ chứ. Trên phá hoài chắc vài bữa chắc bị chửi chết. Cho nên trên chúc cô chú bác các anh chị nào ở bên bên nước ngoài mà ban đêm á thì ngủ ngon nha. Còn các anh chị nào bên Việt Nam thì đi làm nghỉ trưa vui vẻ ha. Thì mình sẽ gặp nhau vào ngày thứ ba, trên cái tinh thần là cứ livestream ở trên trang nào thì được trang đó, không sao hết. Cho anh cũng sẽ gặp lại mọi người bằng bất cứ giá nào thôi. Cho anh chỉ cầu mong cho cô chú bác và các anh chị ai cũng khỏe mạnh hết á, và hãy yêu thương nhau thật là nhiều khi mà đang ở bên nhau. Còn các anh nào đang ế, các chị nào cũng ế thì cứ vô cái đội của Chen, thì biết đâu vô cái đội này xong thì sẽ có cặp làm sao, đâu biết được. Đời đời là khó nói trước và biết được lắm, cho nên cứ việc vô đội ế thì sẽ có cặp có đôi thôi, không ế nữa. Thì Chen chào cô chú bác và các anh chị ở đây. Chen rất là thương mọi người, Chen thương tất cả mọi người, những cái người chửi mình Chen cũng thương nữa, tại vì Chen rất là tội nghiệp cho họ, thật sự là tội nghiệp. Chứ mình nói thì mình lúc mình bực lên thì mình nói vậy, nhưng mà những người đó là những người đáng thương đó cô chú bác và các anh chị. Bởi vì ít ra chúng ta cũng là người đã nhận nhận ra được sự thật, cũng biết chính nghĩa là gì, còn những người đó thì còn u mê rất là nhiều, cho nên đó là những người đáng thương, chúng ta hãy nên thương họ mới phải. Rất là tội nghiệp đó, tới chừng nào mình cũng không biết là họ sẽ nhận ra được những cái giá trị thật sự của cái cuộc sống hiện tại bây giờ, khi họ đang ở trong cái thiên đường xã hội chủ nghĩa, cho nên họ rất là đáng thương. Thì xin chào cô chú bác và các anh chị ở đây nha, mình sẽ gặp nhau ngày thứ ba.